thầy bỏ hello sắp sắp siêu 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 sắp sắp ở đây thôi con à, mới đây đây mới đây bạn lý ra ngoài đi bạn lý hello mấy chế cái này chấm bị chấm mờ rồi ha đưa nó này bọc này bọc qua đây bọc qua đây rồi máy tính cần gì lấy sạch chậu trơn này bên đây không bọc qua đây cần không này đây không tiếp đi con hello mấy chị yêu ơi hôm nay xinh quá hả hôm nay mặc áo 500.000 là cũng xinh giọng thứ nó dễ thương nó xinh rồi cái ở trường cũng đẹp lắm bà ơi bà công nhận nghe không tại bà khoái em bà nghĩ thấy em ô con bé nó dễ thương quá như em nhìn mẫu vậy đó ôi sao em thấy nó đẹp quá sợ nó chê nó xấu còn em bị khẩu nghiệp sao mấy chị em rất là khôn nha chơi gì thì hồi rồi khen chê chưa khen chứ rồi đẩy nè hello hello à dù lô em lên xào nghe à em lên xào mới bự bự mà rẻ tao nó tan nát đời bông luôn nè trời ơi cái bông tai này người ta bán 50 mấy 60 triệu trời ơi mấy chị ơi em bán với bà nè đâu này em chốt có 35 triệu đâu này emero nha đứt đẩy rồi nghe mấy bà yêu đang bán bạch kim rồi ô đang bán sòn rồi bạch kim one two three three a lock nghe không nội trời ơi tiếng anh nó trọng vô nó ôi phải không con thời gian là a lock phải không thêm hả trời ơi bất cứ quá nó lộn lâu lâu nó tiếng anh nhiều quá nó lộn ba ơi 3 giờ mới chết nói kiểu mình nói nhiều quá cái mình tiếng anh cái nhiều khi mình hơi lẫn lộn một xíu 3 giờ chế ơi chi tham à, nha em nói chi tham à, này lòng trong dắt lòng luôn nha đó có 35 triệu hai đôi tôi đeo một đôi à, đẹp xỉu luôn chưa đứt đẩy nhưng mà phân bự nha học em rồ to không nè ôi ôi mèn bé ơi đó không cần tốn chủ luôn nha dạ khỏe, em khỏe hả chế chế muốn em khỏe nữa chứ chuyển tiền em nữa em khỏe nữa trời ơi bệnh em nghiêng kỹ ngủ không bệnh biết mà bị bệnh đúng em không nhầm tiền vô mà tài khoản nhiều số cái em khoái tỉnh queo à còn như tiền mà giống như cuối tháng mà nhất là ngày 30 đó mấy chị thường thường là 30 cái tiền nó ra cuối tháng là em không có tiền ê lóc đúng rồi kìa tới chơi bị thêm là tụi tao lao mày đúng không Trần Thanh Hà nói kìa ok kìa lóc đúng rồi đó chị là gì đúng không là à lóc là đúng cái gì tôi chưa biết thôi nói chung nhà tôi toàn giống không à nha chú sao đẹp trai hả chú sao là anh Bùi Phương Hải đó nghe xinh đẹp cảm ơn gái cảm ơn chị yêu Lê Vy cảm ơn chị rồi lên nha em lên một chút xíu đồ này thì em nói hơi bị mắc cỡ một chút là em lên đầu bơm em lên đầu lai đầu bơm xíu chị nhưng mà cái này khách người ta có lỗ nha chiếc nhẫn này giá ban đầu là 38.500 sell riết còn 22.500 khách lỗ 1 triệu nữa 21.500.000 hôm qua thấy lên sóng luôn hả à ơi cũng có 1 triệu tóc đó mà đây mấy bà yêu ở đâu ra chiếc nhẫn này 21.500 giá bàn hoàng luôn nghe bà à chủ ở trên nhận em tầm 4.5 ly 5 ly 4 6 ly 3 ban đầu của nó là giá 38 triệu đó mấy chế nè à, sale 30 sale 22 năm sale còn 21 năm và ca này ca xào chứ trời ơi mấy chị chiếc nhẫn bông mai này nó bự nó to tấm nó trắng lắm mấy chị ơi giá này tương đương với bà mua hộp giả đeo luôn á vỏ sòn 21.500.000 tự nhiên mắt năng đi mầm à mấy thằng giấy rồi ta mỏng kiểu nó gai nước mắm bồ bỏ khóc buồn hết tình nước mắt rơi nhiều vậy trời ghèn không à không có mặt rồi khẩu này khiên khe kỹ lắm
sáng ngồi ăn cái chồng đó sao thấy da mặt y thinh nha. Trời ơi, tao đang biêu nội ơi. Chồng chê ngoài mấy chị 21.500.000 tình yêu Nguyễn à. 21 năm còn đẹp cũng ngất trời mây luôn. 40 cái xương xanh như là người ta quá trời đẹp rồi. Cái đó dở chứ. 21 năm. Rồi bây giờ chốt cho mã sao tình yêu Mỹ hả. 21 50. Nè cái nhẫn này 24 triệu của hôm qua người ta đòi mua không có về bơm ra nè. Qua đít lớp lép bay sao con. Nè có nhận con tay chưa à. Hết tiền à. Ờ hết tiền khóc bạn nha. À, hết tiền khóc 31.500.000 xeo 24. Bông tai 35 triệu. Thanh yêu ơi, Thanh yêu ơi đến đây. Bông này tôi bán 58 triệu với Thanh ơi. À, rồi bây giờ chốt với chị 24 triệu nè. Em nhớ có ai đặt á con. Có gần sao trời. Thôi bán cho mình luôn mít luôn. Ê cái tên dễ thương nha. Nghe thầy Milo dễ sợ. Uống Milo này nhỏ nhỏ rồi. 24 triệu hết rồi mà. Tình yêu Mai Hoa Biên. Dạ anh Châu Quỳnh em cảm ơn chị yêu. Mẫu ơi 28 năm. Chủ sòn 3 ly 6. Si trắng đấy. Dây này si trắng bán được. Để màu hồng bán được. Trái tim con xa mẹ alon xa đi ta là ồ. Rồi mấy chị gái người ta bán 48. Đó. Để Vinh bán cho mấy chị 29 bông tim. Ủa con, cô Nguyễn Hà nhận được cái hình chưa? À, nhận được cái hình 22215 cho con. Mẫu mẫu em hỏi bông tim chị con có gì. Vinh ơi đưa về cho mẫu. Bông tim của Hành á, chị Vinh đặt á 29 triệu luôn mà em bông mới nha mới đồ luôn. À, ok gái đây 35 triệu đích đẩy nha. Nè mấy chị đẹp lắm, em bao cho xuất sắc luôn. Ở trên của nó là học em, nói chung là không cần tốn chủ luôn đó. Không cần tốn chủ nè, có đít bông lòng đông rồi mấy chị. Dắt lòng luôn, hoa bốn cánh luôn. Đít thì to, tấm thì lớn, hột thì trắng. Nét như Sony, vàng rất là nặng nha. Áo này mua, con mua nhiêu à? Chắc mấy trăm ngàn à. Mấy trăm mà, 500. Cái này nó không phải được pha ke hay là một mặc ô rồi đó nha chị. Cái này kiểu nó như ngoài chợ luôn. Nhưng mà không cũng được. À, chị Lệ nở 35 nè. Đó. Dây chuyền chữ H hả gái? Có cái mà có màu trắng hả gái? Đây 35 ghi dùm mồm. À, hết bệnh này nó yêu. Đây nè mấy chị qua đi dắt gió. Gió em gì không nè. Thấy em tội nghiệp không? Đó một cục này là đắp vô cho 100 triệu. Trên lưng em cỡ 50 cục. Mấy chị đưa em 500. Thấy cho. Thấy em tội nghiệp cho. Em nhét mà nó bầm đen. Còn đen luôn mấy chị. À, khoe cái chậu nói bệnh thì giác nó hết mà nó đen gì không đó. Cái tụi nghiệp với mua về ăn giùm đi. Coi bữa nay còn có 1000 người coi ha. Đen đen mà đen bậm luôn em. Rồi chốt đơn luôn em 29 triệu luôn em bông này nha. Đẹp lắm nha. Ôi bạch tiết hả bạn ha. Bạn làm chăm sóc da đó, bạn đeo bông được của tôi bạn chụp hình chào chỗ bạn đẹp một cái. Xuất sắc luôn giùm em. Giác hơi. Có Vinh cũng giác hơi chứ mấy chị. Cũng giác hơi, cũng này cũng kia chứ. Cảm ơn tình yêu em y nguyện 29 triệu. Tắt em tắm đêm á chị, tối về em hay tắm đêm. Trời ơi đó đẹp gái ơi nè. Em đeo đồ bông cho mấy bà coi 29. Gên mà cũng nét đó chị chứ. Bệnh chứ cũng nét chứ mấy chị. Kệ nó. Nhiều khi có những cái năm mà mình tốn tiền cái mua nội hơn chuyện này chuyện kia kể nó. Em cũng vui vẻ bình thường. Giống như hôm em gặp thiên thần xanh phải không. Em cũng giỡn bình thường á chị. Em cũng giỡn bình thường. À, em nói thôi em lạc quan á. Cái bà đó, nào đó 29 triệu. Có bông chữ H không à. Đâu này là 35 nha. Sòn nha 54-58. À, nhẫn đó chiếc nữa không chị. Chiếc đó hả. Như bị bơm có 1 chiếc à. Để chị coi thôi. 2 chiếc lần đó mà không biết con sao. Nhẫn đó chị đặt lại cho em được không. 35 triệu này đứt đẩy luôn em. Đâu này 35 à. Nè dẹo con đăng lên cái đi con. Giá xèo lai sập sàn 35 con. Chụp cho đẹp vô. À, rồi à, chốt đời bông đang đẹp là 29. Không không có ý nữa ơi. Không có ý. Không có ý. Nè em lên mấy chị đã bông tay này 29 triệu. 28 triệu 500. Học em mà rồi 2 ly rưỡi. Tắm cũng tắm tròn ly 2 ly 3. To đùng luôn dùm em nha. Gần 30 triệu đó. Em có duy nhất 2 đôi nha. Em chốt cho mấy chị 19 triệu 500 ngàn. Trời ơi nó quá trời đẹp nè mấy chị. Nó hết luôn cái tay của em. Bông này mấy chị mua chỗ khác em bảo đảm mấy chị không dưới giá 35 củ nha. Em bán 19 triệu 500. Rồi nhìn luôn đít bông giùm em nè.
đó, lòng trong lòng ngoài giùm em nè. Nè mấy chị nhìn luôn em bên đây nè, nè 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 nè, nhìn trái tay em to chưa, đó đó, hết luôn trái tay của em mà em bán hàng đầu một 19.500.000 giùm em. Chủ nhận giùm em 3 ly 6 3 ly 9 4 ly 4 ly rưỡi 5 ly 4 6 ly 3 7 ly 2, nhận được tới 8 ly mốc luôn em mấy chị. Form hết luôn trái tay của em đang đeo nè, 19.500.000 195 lắc luôn chủ, mong trái tim 29 Trần ơi. Lưu Kim Hiền á cơ. À, ok gái, để Vinh đẩy cho gái yêu Kim Hiền đẹp gái nha. À, để Vinh đẩy. Hộp nhân tạo là hộp giả đó chị, là chủ nhân tạo đó. Chị muốn thay sòn chủ thì thay sòn chủ luôn. Còn này giờ trước mắt là vỏ sòn. Mình muốn thay sòn chủ thì từ 3 ly 6 tới 6 ly 3, 7 ly 2 đó. Muốn thay như thay. Còn giờ là ví dụ như mua của em thì em tặng hộp nhân tạo. Trời ơi, nó đẹp giả mang, nó to đùng luôn. Xây của nó là xây để em đo cái bông con nhiêu nha mấy em nội. Cái bông của nó nè em đo đường kính ngang cho mấy chị luôn, 1/3. 1/3. 21.500 ta chuyển cho con ơi, 195. Lắc luôn chủ hả? Có luôn ý, có luôn. À, 4 ly rưỡi D2 giấy 26. Ê có viên này kèo ngon nè mấy bà. 5 ly 4 color tree VVS2 2V, viên này nhanh luôn. Em chốt cho mấy chị 25 triệu 2V mà nhanh. 19.500 em chốt tình yêu Kiều Nguyễn. 195 Tú Cúc 195. Con ơi, Tú Cúc có chuyển không con ơi? Cúc ơi chuyển đặt cọc giùm chị nha. Rồi cô Trinh ơi, cô lại là không kịp. Cô đang suy nghĩ có phù hợp với mình hay là không thì mất tiêu. Rồi 19.500 em hết. À, Kiều Nguyễn chốt đơn rồi. 25 triệu nước tri VVS2. Em chốt cho tình yêu nào đây? Nguyễn Thu Sương. À, ok, tặng học nhân tạo nhé. Nhân tạo như Vinh là đặc sự. Ngồi nha, thẳng thẳng lên nha, biết sao ngồi viết lên này mớm mấy chị ơi, em bệnh chưa, trong cái gũi nó có cái mai là em mớm được 2 ký, còn còn 50 ký thôi mớm được một rồi, nhưng mà ốm kiểu này hoài là em nhập viện luôn. 5 tắc thôi nhá, dây 5 tắc chờ 80 cái like hả, 3 giờ được không? 610 nó like hoài mà like chưa nổi kìa, mẫu like 610 đi con, cỡ gì đây, 19.500.000 hết nha. À, em mớm mấy chị ơi, em ơi em phẩm bự nghe mấy ní, cái này ta bán 68 triệu á, người ta bán 68 mẫu ơi. Em kiểu này làm tem tao nhìn tao mới đường gờ. Em chốt chiếc nhẫn này cho mấy chị nha, hộp em rồi 2 ly rưỡi nè, tấm 1 ly 6, 1 ly 7, tấm cực kỳ siêu to. Giá sale rồi là còn 48.500 nha. Hôm nay em chốt cho mấy chị luôn, giá sập sàn luôn, 40 triệu. Chị nào bỏ lỡ chiếc nhẫn này chị đã uổng nha mấy chị, nguyên cái bông tự bự luôn, bông đang đeo 29 triệu gái. À, form lớn nhất luôn, lòng trong giác lòng hình đồng tiền. Nè, đó, à, hết luôn, ni tay em đang đeo là ni 12, 13. Nói chung là chỉnh sửa ni được. Nhưng em nói đi bự cho mấy chị biết là cái bông nó bự cỡ nào đó cả nhà ơi, xinh đẹp. 25 Nguyễn Thu Sương cho con để sao tình yêu cu xe ở gì nè, kem su nè, để sao 25 nè, gớt hộp gửi lên nhận hộp đấy, xinh đẹp ơi. À, gớt hộp thì gửi lên nhận hộp nha. À, em mua dòng em vừa nhận gớt hay sao, người nhận gớt gửi lại đổi lại, còn đeo lâu 5 bữa 10 bữa thì cũng phải gửi lên chị làm lại cho, nói chung là nào cũng gửi đó. Trời ơi mấy chị nó đẹp không, chiếc nhẫn luôn mấy. Nhận giùm em tầm 4, anh coi anh cẩn gì con ơi, tao đùng chưa, rồi em lên với bà luôn 39 củ. Tôi chơi đẹp cho chiếc nhẫn này luôn, cái bông nó bự nè, bông 1/7 1/8 em bán cho 39 triệu. 39, ủa 23.500 hôm chị chốt rồi mà tình yêu thiên sứ bóng đêm nó có chụp hình hả chị chưa, con coi tình nhắn gì thiên sứ bóng đêm kéo lên trên coi con gái. Rồi 39 triệu nguyên cái nhẫn nữ hoàng mà em đang đeo nè, bông đang đeo 29 triệu đi, bông đang đeo là 29. Em có một đôi bông 3 ly 6 nước ép, vỏ này không mấy chị mua 21.900. Em chốt vỏ hộp luôn 27 triệu, 37.500 mới chốt được. Vỏ 39 triệu tình yêu Trâm ơi, bông đang đeo là bông mới 29 triệu, chỗ khác bán 48 triệu nha. Tắm xung quanh tắm to, tắm 1 ly 6 ly 7 trời mấy chị. Nè nhìn cái vỏ nè, à, đích bông mai luôn em nha. Em chốt cho 27 triệu hàng kiểm định luôn. Cái này là hàng mới vì em về số lượng nhiều, nhưng mà giờ em còn một đôi duy nhất. Em bán luôn giá này cho mấy chị, chứ không phải là đồ cũ khách đeo rồi nha. Cái này mình nói luôn cho nó rõ nha.
mấy chị yêu xinh đẹp nguyên một đôi luôn, vỏ chủ 36 kim định. Bây giờ mấy chị mua cặp hộp 36 kim định FVV1 này nè, với vỏ bông này bảo đảm tầm 40 triệu, trên 40 nha. 27 triệu cho tình yêu nhơ nhi nhi. Khoan khoan sao khoan cọc chị gái thu xương ấy chứ. 39 triệu loại này nha chị. Bông 29. May mắn quá con được hai đôi nè, con gọi nè. Nhi Nhi với Phương à. Nhi Nhi với Phương Nghi nè. Nhi Nhi Phương Nghi. Rồi em để sao cho một người nha. Đó, Xuân Thu nè. Rồi. Xuân Thu giùm em nè. Mùa sen toa lăng. À, Hân Tô Liên Ngọc Như Bị nha. Liên Ngọc Như Bị nha đấy. Rồi ok gái. Không có giá này đâu mấy chị. Chẳng nên đeo có 39 triệu thôi. Nhà em bán gì cho mấy chị đó. 39 triệu. Con này khóc như bay. Trời ơi 36 triệu nè. Em sell 24 triệu. Đẹp luôn mà em hết rồi nha. Bông hết rồi nha mấy chị. Bông đang đeo có 29 triệu. Dây nha. Phen chùm luôn. Chùm rồi lúc lại. Chị kiếm dây nào để em hãy cho chị gái. Giờ em đang like sòn này. Không cả, cũng đợi em 3 giờ đi. 3 giờ rồi em like cho nha. Đang like em like sớm mà cái này em. Dạ, một em lên sớm sớm tầm 11 giờ, 2 là 12 giờ thôi. Nguyên chiếc nhẫn này mấy chị hộp em rồ luôn, chủ sòn luôn, em bán 24 triệu. 24. Chưa đem hả gái? Ok cưng, ok cưng. Lâu lâu nha chứ không phải hoài nha, để mấy đứa nó la là. Rồi đau bông đó thôi cưng. Rồi chốt luôn em, có gì kêu nhân viên hỏi em. 24 triệu nguyên chiếc nhẫn sòn này dùm em. Mấy chị nhìn đi. Ở đâu ra mà chiếc nhẫn này mấy bộ mua 24 triệu. À tình yêu Ngô mộng cảnh thấy em cục vàng ơi. Cục vàng thấy nàng nha. 39 triệu. Bông đang đeo là 29 triệu rẻ quá. Chiếc nhẫn là 24 triệu. Nè. Đẹp dễ sợ chưa. Xuất sắc dùm em. Dòng ngắn 23 triệu đi bơm một đống. Mất cỡ cũng chết đi nè. 5 chiếc mà bơm luôn 3 chiếc. Ni tai là từ 52 trở lại. Ni tai 52 một chiếc, 52 chiếc. Em bị bơm em bán 23 triệu. Mắc cỡ không chết luôn. 23 mà bán 29 thôi. Mắc cỡ lắm đó mấy chị, kiểu như đó đó này kia đó. Đó này kia đó. À, này kia kia nọ. À, có chụp mà chưa đổi. Con nói thiên sứ bóng đêm á, tao đổi cái dây 19 triệu tao lỗ 5% đó. À, Lệ Nguyễn biết còn không Nguyễn ơi. Hết rồi Lệ ơi, hết rồi Lệ ơi. Hết rồi đây Lệ. Tính 229 à, đi 50 nè. 2 chiếc 50, 22 triệu 900 em bị bơm. Mắc cỡ cái muốn chết, muốn giục cái mặt luôn á, trời ơi trời. Màu hồng thì bị bơm một chiếc. Số tài khoản 24, 27 nè yêu ơi. À, nè giờ em nè nó thiệt có tay không hết rồi liên qua liên ba trời ơi, không có tay tháo không kìa. Rồi 52 giùm em. Hừ. Màu trắng giùm em, dòng trắng 56 chứ đặt lại đi chứ bọt kèm tôi cho bà lỗ 500 luôn hả. Ờ vậy hả, không nhớ rồi. Con nói thiên sứ, nói người ta thì tao cho thiên sứ rồi lỗ 500. Quên rồi. Không biết có không mà quên rồi mà có hả. Ok bạn. Nè ni 52 nè. Vàng hôm nay sụt lại nghĩa mấy chị có 7350 rồi nha. Nè 52 nè gái hồng nè. 22 triệu 900 hồng. Rồi bị bơm một chiếc bán cái đó cho bà luôn đó gái yêu. Thêm kiều mấy chị bơm. Rồi chị hát là hồng đó gái. Em đang đeo đi 50 nè, tình yêu xinh đẹp. Ai nhắn cái gì dài mắng dốt với à, đem coi từ từ. Em mắng dốt nhắn vừa vừa thôi. Nhắn như mà dài á. Xem mà tức luôn à. À khách muốn mua, chị chốt like đi chị. Nhiều khi chị chốt like đi. Chị lên like chị chốt giùm em đi, tại vì chốt mình mà. 22 triệu 900, bữa nay có con ông hả? Ủa ông qua coi ấy không? Có một chiếc mà nhân viên chị dành mua rồi. Ông bé nó buồn lắm. Tí bệnh hả? Thôi tắt à nha, tôi đi về thăm tía à.
Đi bên nhìn Tâm Anh đây. Tí sao rồi? Tôi biết nghe ờ, bữa nay tôi đi về thăm liền, em đang có nhà không? Bye nha. Với lại nó muốn nghe nè. Chị Trúc có chỉ em. Một là bây giờ chị cho tí đi bên bên nhìn Tâm Anh, ở trên nhìn Tâm Anh á, nó có cái nút mà dán cái bắp tay á, là để tía thử đường trong vòng 15 ngày không cần chích cái ngón tay nó đau. Mà có nghĩa là tại vì tía đi nhậu hoài đó, tía bị đường lên nó mệt đó, nó rút tía nó ấm nhôm. Chụp hình đám cưới mẹ mẹ như nữ hoàng, rồi tía tao đi đen thùi ấm nhôm, trời ơi trời, đi phụ nền ấy gì á. À, rồi bả nhào nhào bả hung ổng ấy tội nghiệp, ổng kiểu né né không mà trời ơi. Ờ, 15 ngàn. Nó, bà Đạt cũng làm gì đó, dán cái bắp tay lên bắp tay nè, đâu có liên quan gì đâu, mặc áo nó che lại rồi. Xong rồi 15 ngày ấy. Còn ví dụ như còn ví dụ muốn cao cấp hơn không chị Trúc với chị á, là ngang ở đâu bệnh viện Chợ Gãy chỗ nào đó, mà cái bệnh viện nó giống như là nó im lắm, nó thử mà tầm soát gọi là ung thư hay tầm soát mọi thứ các kiểu là nó im lắm đó chị. Mua liệu trình cho tí làm cái đó đi. Dạ em làm nha. Ờ tí nói có chịu nghe đâu trời, ổn chứ. Bây giờ thí dụ như tí đi lên Tâm Anh nè, em alo bữa nay thì ngày mai tí 6-7-8 giờ tí phải vô, nhưng mà tí có chịu bỏ nhà không? Rồi đây chút xíu rồi 3 giờ tôi về ha. Mẹ với tí em chụp hình cứ mà anh kể với chị nghe mất cười lắm. Và mẹ tôi bả thì bả kiểu như bay công chúa nghe mày nào chị. Mẹ em em sao mà mẹ em bay chàng vậy đó, bả công chúa lắm. Khi bả kêu tí chụp hình mà mẹ nói tao phải mướn tía mày chụp hình, tao không chịu chụp hình. Trời ơi chụp hình nó cứ bả tao nó trắng tư như bạch tiết, tía tôi đây thôi em nhơm nhắc là mắc cười lắm. Mà chỉ hôn môi đồ chứ hôn môi tía cái nè, mà tía thì ông né mà chỉ nhào 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 cho tôi nói trời ơi cái gì mà dồn dồn tía tôi dữ à, cười muốn xẻo luôn. À, em kêu bằng tía 22.800 đi mất cho đi 50 ha, 50.228 cái nết em á, ăn thì giống tía mà cái nết ngủ là giống mẹ, ăn nhanh lắm mấy chị, ăn lẹ lắm nha, mà cái nết ngủ thì ghen mẹ em, tới sáng mới ngủ không. Còn mà mâm thì cái nết mà ăn á giống mà bà mẹ, mà cái nết ngủ thì giống tía, màu hồng em hết trơn rồi. À, Hân Nguyễn Thị Cọc em đã chuyển cọc rồi mà còn lại luôn, nó nghe nè, cưng chuyển hết hay cưng chuyển cọc gì nó cũng làm chậm đi gan vậy đó không. À, rồi em còn một chiếc đi 52 nha, nè mà lấy đi gái đi 52 này để hết á, tôi nói thiệt mà giờ tôi chốt like không giống như lúc mà chốt dịch, bây giờ đâu đó đàng hoàng, đồ đâu đó đẹp, mua đồ sale mua đồ mới gì, tất cả nhận đồ phải đẹp 100%, có gì báo em thì em trả tiền lại nha. Thôi kêu đừng mẹ tía với mẹ 22.9 vậy là còn chiếc 48-50 giùm em 22.8 nha. Em được có cái mẹ chị biết không, nhà em có gì cũng như em là chị hai trong nhà vậy, phải chạy về nhà liền. À, 22.9 em hết rồi, em còn 22.8 đi 50 thôi, 22.8 đi 50 mới chưa xinh đẹp. Ờ ok chạm mới thương em đi mấy chị, bởi vì em nói mấy chị em đã lấy thí dụ chẳng hạn như vậy. Từ đầu nó nói mấy chị thằng chồng mình nó xinh gụ rồi, chứ phải chồng mình nó trí thức đâu, nó không có nhanh đâu, nó dơ nó làm chậm chậm gì à. Trên bàn kêu là mình biết trước là cái đó nó như vậy rồi, thôi mấy chị đợi em. Giống như tụi em nói mấy chị hút mở bụng đau nha, là mình phải biết nó đau dữ lắm em mới nói như vậy. Cho nên có nhiều người hỏi em xong rồi đi làm đau quá về giận em luôn, nghỉ chơi em luôn, tội nghiệp em. Em nói đau, đau dữ lắm nha, đau không đau bắt con đó. Gắn hồng hồi nãy chốt cho chị Long Nguyễn không, chụp cô Long Nguyễn đi. Bà Long ơi gắn nó của bà đó bà Long. 54 cô Nguyễn Thu Sương chuyển cho anh nha. Mắc cái gì mặc áo cánh không, mặc áo màu nâu màu da đi, chơi áo màu xanh vô trời phạt. Màu xanh đâu. Màu gì, màu xám hả? 22.9 đi 52 chị Ngô Cái Hứa ơi. 51-52 chị vô giống giùm em. À, với màu trắng ha. Em chốt chiếc màu trắng đi 50 đó con, vô hé 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 luôn mít 28 đi con. Hôm nay trả lời chị Ngọc Lê đó hai gái.
mới vô đừng từ nữ mà bà từ từ đi gái em, từ từ gái. À, bông như năng đeo là bông trái tim 29, hello Hoa Tiên. À, làm bụng cắt da dư hả? Cắt da dư mấy chị, nhưng mà cái vết hẹo dễ bị lòi quá, em bị là một cục bù lù y ghê như nổ một tịch vậy. À, rồi 22.800 em còn đi 50 nha, đây 48-50, nói chung nó đang là 50, nhưng mấy chị cắt 48, cắt 45, 46 cũng được, nó ra đi không được thôi chứ nó ấy đi được. À, nó em có chiếc halo nè, đơn giản dễ thương nè, hộp tới 2 ly đó mấy chị, 30.500.000 vì nó hộp MR 3 hàng luôn á. Em chốt vừa yêu vừa tặng mấy chị 25 triệu. Bông năng đeo 29 chứ, chị nào em có đồ sale thì em bán hay chứ 25 hoặc 26. Đây đồ mới. Rồi chốt đơn em. Em làm ở đâu à? Em làm ở bệnh viện Am Cách, bác sĩ Kim. Nhưng chị tập thể dục đi chị ơi, em thấy ăn xong không kỹ bụng thành lần lên nha. Nhưng mà em cảm giác được là nguy hiểm đó, chứ không phải không nguy hiểm đâu. Cho nên chị suy nghĩ kỹ nha. Còn nếu mà có làm thì làm cái bụng thôi, đừng làm combo, đau lắm nha. Nó đau lắm, nhưng mà bản thân em thấy là mấy chị cũng phải ăn kỹ, giữ kỹ. Rồi chốt đơn giùm em này, từ hộp 5 ly trở lên nha, em chốt đơn 25 triệu. Chụp em xem được không, là mã nào lý yêu. Đó, 30.500 em chốt đơn cho mấy chị yêu cái này. Rồi xuất sắc giùm em, bông tái hả, đây bông 29. Bông 29 chị. Chụp tình yêu Trâm Nguyễn coi. Ờ, bà nói với tiệm thì bà kêu nó khỏi đi đơn nha, để nó không có đi đơn hoành là không được á. Rồi em chốt cho 25 triệu nguyên cái nhẫn MR này luôn. Bông năng đeo có 29 triệu, nguyên hộp thấy bông đẹp lắm thấy em. Trắng tươi luôn á gái. Em chốt cho 25. Bông nhìn hồi nãy nhìn có cái đồ hình vuông á vô khuôn. Vuông nó tay vô khuôn. Chụp thử đồ hình vuông 35 triệu cho em coi nha. Nè con chụp cho 35 triệu cho tình yêu coi. Vậy đó bông 29 em chốt cho quanh vỏ luôn nha. Em xả cô chụp nha con. Cô chụp ơi, có gì đặt lại nha cô chụp. Rồi em chốt cho 25 triệu nhẫn này, hello, đẹp quá trời luôn. Em không có nghĩ suy nghĩ được là nó 25 triệu luôn đó mấy chị. 25. Chị yêu Bùi Văn Vũ Trung thì chị lấy mì hay lấy sắn lấy bi, mẫu mày cho chị. Chị muốn lấy cỡ nhiều gam chị nói luôn, trong cái mong muốn của chị ra luôn nha em ha. Để em lấy cho, để em đợi em tám chùm tay rồi tội nghiệp chị. Trái tay to có bị nhỏ không? Không nhỏ đâu, cân 27 triệu không nhỏ đó. 25 triệu luôn em. Trời ơi đẹp nè mấy chị, ở đâu ra nguyên chiếc nhẫn bên hông ba hàng luôn nè. Đó, mấy chị muốn nhận hộp giùm em, nhận giùm em từ 5 ly trở lên. 5 ly, 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2. Thu xương chuyển rồi chế ơi. Chế thu xương chuyển này. Có lấy đồ chế bên đây cái mấy đứa ơi. Lắc trái tim, trời ơi. Người ta comment mua hoài không có, giờ bơm ra đây. Sao để tới 2-3 tuần mới bơm nè. Lắc này lâu lắm á, có 3 tuần nữa trước lúc chị đi Đà Lạt đó. 43 triệu sale 36 triệu xả bơm bán 35 triệu luôn nè. Ni tay 52 trả lại full luôn. Sao mà để khoảng 3-4 tuần luôn á trời Phật. 3-4 tuần. Nhẫn 34 hộp vàng, không có hộp vàng đâu nhau. Chiếc nhẫn mà chủ sòn 4 ly 8 không có hộp vàng. Nào Út muốn nói em mà em muốn bớt em bớt cho chứ chiếc nhẫn đó chắc ăn không vàng. Tấm của nó là hàng VVS1 không, không có vàng. Nhẫn của Út em còn nhớ là nhẫn hộp ghép. Giá ban đầu là 48 triệu, sale riết còn 34 triệu. Nguyễn Nghi Thiền còn ánh 35 triệu. Út ví dụ như không giờ bụng muốn đổi em đổi chứ không có vàng. Vàng em tặng luôn cho Út mắc 10 lần luôn. Nhẫn đó, em nhớ nhẫn đó mà. Rồi em chốt với chị luôn 24 triệu. Chốt luôn 24. Cái đó nói gì nó em không chịu. Cái nhẫn đó là nhẫn ghép, em nhớ hãng luôn. Trắng tươi à. Nó y chang như vậy nè. Sao mà vàng được mà vàng. Ví dụ mình không vừa bụng nó nhỏ nó lớn thì có thể là được. Chứ nói chiếc nhẫn đó hộp vàng không có. Chắc ăn như bắp. Đây 39 triệu lã này nha. Hồi nãy bà Bảo Trân hỏi em nè. 39. Rồi halo này em chốt luôn cho 24. Zalo 24, chúc chinh hình thôi gái, ok gái. Jenny. Nè, ôi đẹp chưa, 35 triệu chị Ngọc Ánh trước rồi gái yêu. Trước rồi. Chị Ngọc Ánh trước. Học 1 ly 6 em có chiếc duy nhất nè. Rồi bây giờ chốt đơn với chị luôn 7 triệu 2. 9 viên ly 6, 7 triệu 200 nghìn em.
7.200.000 à, 9 viên ly 6. Danh giữa chở được luôn nghe, nói chung là bị dinh chỉnh đi được. Đó, xuất sắc luôn giùm em. Đó. Đẹp xuất sắc giùm em. Ô mê lý 7.200.000. Út gửi về cho em đổi đi chứ học chủ Út mình mua nó là ghép chung mà. Chứ nó đâu có thể nào mà nó chủ mình mua giá ba mấy triệu mà nó đợi nó trắng như nước đê được. Còn tắm mà ví dụ mà nói mà vàng là không không có vàng được. Nè em chốt cái này chung luôn với chị 29 triệu lắc này. To đồn luôn em nha. 7.200.000 em hết rồi. Rồi, à, ni tay từ ni 45 tới ni 60 giùm em này. Ở chính giữa của nó là nguyên một cái miếng ghép to. Em bán với bà 29 triệu. Giá sập sàn luôn em. Và bông vuông 35 da đó rồi, vô full rồi. Dính bớt nữa không được. Nè mấy chị nó có toàn tan tăng đưa cho mấy chị luôn nè. Đó. Đẹp luôn em nha. Đó nè nè mấy bạn ơi, ở đâu ra nguyên cái lắc này bán 29 triệu. Đầu 2 thôi đó. 7.200.000 chút rồi có. Khánh Hồng này gái. Khánh Hồng có hình chậu bông nè. 7200. 29 triệu. À nhưng bớt không được ní yêu anh. Không cả như chị nha. 35 là giá sắc nhất rồi đó ní. 35 là giá ta nói em. Sắc cháy rồi. Rồi chiếc này 3 chiếc khách sạn chiếc nè. Em chốt cho mấy chị luôn giá 35 triệu con này. Trời mấy chị 44 triệu 500 luôn á. Rồi nhìn luôn lòng trong giùm em. Có giác lòng luôn nha. Bên hồng bên trên nhận em 4.5463. Bông 27 triệu có chị nào xả không? 27 không? 27 nãy cô Xuân Thu nãy có hình không ta? Xuân Thu nãy có chốt được mà nhở. Xong gửi hình cho cô Xuân Thu nha. 27 triệu bông 2 tầng. Rồi nhận 3 chiếc em còn có một chiếc duy nhất. 3 hàng em rồi 3 ly luôn nè. Trời ơi mấy chị. Nhà em bán 35 triệu chiếc này. Mấy bà đừng hờ hững cuộc đời luôn nè. Bên hông bên trên đế luôn. Đó giác lòng luôn em. Hột trắng tươi luôn em. 35 triệu. Chiếc này mà mấy chị bỏ lỡ tiếp luôn á. Trời cái bảng bông nó to luôn á. Đó, đẹp xỉu luôn á. Nhận không đẹp tôi bày cho bà trả lại cho tôi luôn á. Uy tín luôn á gái. Em chụp cho cô nhanh lê chứ nhận 35 á con. Ok nhìn lê cho coi hình đi gái. Bà nhìn ở ngoài nó rõ hơn cái em. Sao cái lắc này dành lộn xong rồi con bơm ở đây vậy con? Lý do nha. Rồi chị đó lần nào nó chốt lắc tay chốt gì vậy. Em bán 72 triệu nha. Rồi 35 là cô nhanh lê lấy luôn ha. Cô Hoa Nguyễn mã sao rồi. Ni tay 52, 53 trở lại giùm em. Em sale 72 triệu luôn em bán xả. Banh xác luôn nè mấy chị. 72 triệu luôn em. Chị đó lần nào cũng vậy. Không chốt thì dãy. Chốt lần nào cũng... Ni tay sao con không đóng dấu cô đi. Ni tay 52, 53 giùm em mấy chị. 72 triệu. Chốt cho quanh giả nè. Chứ lần nào chị nghĩ chứ. Cột chỉ gì đâu. 72. Rồi bông tay bạn lấy là cái này ha. Rồi quanh giả xả bông tim 29. Rồi lấy bông tim lên đi con. Chủ sòn 4 ly 1 luôn này mấy chị. Trời ơi bán ra bông này mấy chị. Cái vỏ không mấy chị mua trên 35 triệu luôn á. Vì nó học em rồi. Con dự bị cho cô nhỏ hơn đi con. Cô quanh không chị con chốt con nhỏ ăn nha. Chốt là nếu mà ăn vậy thì ta để xả trên like đi. Đừng xả dưới like đó để dự bị mà ní. 4 ly 1 luôn em bán 28 triệu. Để Vinh bán 28 à. Ở đâu ra mấy chị nhìn nè. Nó hết luôn cái tay của em nha. Ở phía ngoài của nó đi học emerald phía ngoài. Chủ sòn 4 ly mấy luôn mà bán 28 triệu. Trong khi cái vỏ này mấy chị đặt lại trên 35 triệu. 28 chốt đơn à, Mina Tina. Rồi chị Hoa Nguyễn lại không kịp tiếp. Rồi em hết. Chủ sòn 4 ly 3, 4 ly 4. Cái vỏ này không mấy chị mua gần 50 triệu. Em chốt đơn 39 triệu đôi bông này. Tôi lấy hết trơn luôn rồi tôi ơi. 4 ly 3, 4 ly 4. Nè mấy chị. Không ai bán giá này em nói thật sự cái vỏ không mấy chị mua tầm 48 50 triệu. Nha, nhìn nè. Hết luôn cái tay của em luôn. Hết luôn nha mấy chị. Cái tay em cái tên lớn nha mà no bơm nha, Rin. Rồi em chốt chị Nguyễn Trang 39 triệu. Rồi ghi giùm cô đi. À, ba cái ánh bỏ quá vô hết đi. Ăn giấy nè.
gọn gọn đi cho mấy cô nhìn không. Rồi 39 em chốt đơn hết. Xả lỗ 1 triệu luôn đúng không? Rồi em chốt mấy chị dây luôn 6.2 triệu. 11.500 triệu, sale 7.2 triệu, sale 6.2 triệu luôn. Xả em cho mấy chị lời luôn. À, xả em cho bà lời luôn ha. Dây dưới mặt luôn em trời ơi. Làm như mua cộng dây bạch kim, mà bạch kim bây giờ mua còn mắc hơn nữa đó. Rồi 6.200.000 lên. 6.200. Rồi vòng tay có đi 52 tao đeo nè, Trang Trinh còn thích không? Tao đeo bởi hàng chi tao nhớ nè, em bán 45 triệu nha mấy chị. 6.200.000 em chốt tình yêu Mina Tina, chốt hai món nè. Hai món là hai bill cọc nha, thí dụ bill cọc. Bill đầu tiên 2 triệu. Trời ơi chị nào mà thương em chuyển một lần 72 củ luôn nha. Chị Oanh đúng không? I love you, I love you. Dữ dằn luôn, biết em quá. Sorry 54 nha. 54 bán 45 triệu luôn, đi 54. Đi 54 Mi Hà ơi, bà quá đã. Lụm nha, 54 bán 45 triệu cho bà luôn. 6.2 triệu dính hết trơn rồi. Cái nào để má sao nè, đâu con đó nè, mình giao kèo. Mấy chị ơi, cộng dây này màu hồng si trắng nè, hộp 3 ly 6, 3 ly 8 nè. À, em bị khách xã nè, em bán 17.500, đẹp lắm mấy chị. Rồi cái mặt không mấy chị mua trên 25 triệu rồi. À, ok. À, Oanh giả là từ Sài Gòn về, ok gái. 6.2 triệu em hết rồi, cảm ơn Oanh nha. Trời ơi, thương tôi và tin tưởng tôi chuyển hết luôn ha. Đó, rồi em chốt cho mấy chị 17.500.000. 17.500. Dây của nó là dây xương cá cao cấp nha mấy chị, phủ nano. À, cộng này thật sự ban đầu là màu hồng, em si trắng. Thằng này màu hồng xấu quá, đen thui, màu trắng nó khác nha. Màu trắng nó khác. Yến Nhi nè, Nancy Lê nè. Dạ. Chưa luôn. Dây sòn hả chị? Đúng rồi. Không biết luôn, em hỏi coi trên lầu làm gì con. Đặt cái dây gì vậy con? 175. À, cái nghi dây bữa hổm á, nghi dây bữa hổm á, dây dài nhưng mà tại nó không có để tên cách gì vô hết trơn á chị, đúng không? Em nhớ là cái dây làm như nó không có mặt, em nhớ là mang, nó đã về đó chị, nhưng mà nó không nhớ cái khách hàng người này, nó không nhớ. Nhưng mà tại em thấy bình thường á, dây bán em chỉ có 4 tấc 2 thôi. Giống như là mình không nhớ người nào mà nó về nó không có đi kiếm vô cái chỗ đồ đặt á. Mình thấy cục dây đó dài hơn là mình phải nhớ lúc em like cầm lên. Đó. Đâu biết. Lâu quá tao nhớ được. Dạ được á chị, xin đẹp. 19.500 xã của Tú Cúc. Rồi em chốt 29 triệu cái này nha. Trời ở đâu ra 68 là quá ok đó cưng. Nhận cho 68 là quá ok đó. Cô mẫu ơi, em bắn nghe nè, em đưa nó bắn như vậy nè, bắn sai chặt lắc hết trơn. Ví dụ em cho 15 cho 20 luôn, làm sao mà giá tiền đó mà bắn giá tiền đó. Chị cho em 83 năm mà cho em bắn 20 luôn đó. Chị cho em xe 20 luôn đó nha. Em bắn một lần mất mấy chục triệu luôn. Bắn một cái mất 30, 20 triệu là bình thường mà, trong khi chị lời được nhiêu tiền đâu. Bắn tem mà sai con số ha. Rồi nó có người kiểm lại là kiểm lại kiểm cái gì mà, trong khi dặn em kiểm nè. Dặn ông viên kiểm nè. Dạ em kiểm cái này, tem không biết bắt em có kiểm hết trơn á. Rồi nó dán cái tem nó từ đâu vô? Coi mấy cái vòng ra ngoài này, bắt công chi luôn á. Đó rồi đó, đó rồi cái tem có đứa nào dán vô, phải có người dán vô chứ. 83 triệu 500 mà dán 42 triệu. Đó. Em thấy không, mắc lần 40 triệu là bình thường đó. 68 là vừa luôn đó Oanh. Cái này hộp giùm em hộp 1 ly 9 nha mấy chị, hộp to nha. Em bán tặng mấy chị 10 triệu thôi, chị nào đi tay vừa mua em.
À, không không chỉnh sửa Ni được nha mấy chị. Ni tay số 12, 13 nha. Ni tay số 12, 13 em chốt nhận ngắn 1 ly 92 ly em chốt cho 10 triệu. Ni số 12, 13. À, được được á, đem về chị nhận cho cưng. Không chỉnh ni em một chiếc duy nhất 10 triệu. Hộp 1 ly 92 ly ni số 12, 13. Chị em khoe em thấy à. Em màu hồng em bị bơm tới 2 chiếc lần nè. 22, 9 em chốt tình yêu em mi. Đó, em nói mà bắn lại mà thấy không? Thí dụ như giờ cho làm sao mà tại sao dán cái con tem nó vô như vậy, lộn là mấy chục triệu. Ni tay 52 trả lại nha. Cắt ni được cho hóa ra ni được mấy chị hột cái 2 ly rưỡi nha mấy bà. 22 triệu 900. 22 triệu 900 ngàn. Ni tay 52 lòng trong giác lòng luôn á chị. Nè nhìn nè, hột lớn luôn nè. Đó, lòng trong giác lòng luôn dùm em. 10 triệu dính hết rồi em. À, lavender ơi, sòn luôn em. Ni tay 52 trở lại, cắt ni được cho nó ra ni được nha chị. 22 9. 22 9. À, đem mẹ lô cô đơ này 54 không? Nãy tôi cầm làm như nó cũng 54, 52 vậy đây á. Ê 54, sorry bà ấm này. 54 mà tôi hay đo nhắm á. 54. À, 22.9 tôi hết rồi. À, cũng kêu trên lầu coi, kêu Cẩm Hường coi anh Phương Nguyễn Đặng nè, tao nói tính tiền lộn rồi đó coi. Không ưu tiên được rồi đó, nó đi chậm đều như nhau rồi, để coi có lộn gì thì lộn mấy cái bạn nha. Bông giật này tao bán 68 triệu nè. À, đẹp luôn em nha mấy chị. Em chốt 45 triệu đôi này cho mấy chị thôi. Trời mấy chị, phủ bì cái chiều dài này xuống là 2 phân 6, ngang cái mặt này là 1 phân 2. Siêu to khổng lồ luôn em. Ta bán 68, 63, 62. Này con, này là gì? Nãy mẹ đưa con á. Vậy là lộn hả? Mẹ đưa lộn con. Để gì con nè, em cứ cho chốt đi rồi nó kêu kia về gấp đi. Màu trắng còn. Đây màu trắng 5 chiếc mà con mua con chiếc màu cuối cùng con lấy con bơm 4 chiếc. Con bơm gì dữ hả? Bán gì sao được? Ốc mà nói. Bơm nhớ con. Chị ơi không kêu chuyển tiền thì kêu chuyển tiền gấp quá thì cũng mất lịch sự. À, con lên địa chỉ với cô này đi. Anh Phương Nguyễn Đặng nè. Con lên địa chỉ luôn cô này đi con. Gấp giùm đi con. Nè con đánh cô này đi. Nè cho nó xong cô này anh Phương Nguyễn Đặng luôn đi con. À, chứ để mất công cô nói cô không dám nè, tội nghiệp cô. Rồi, em chốt cho 22 triệu. 22 triệu 800. À, đầy bông giọt nước luôn men rồi mấy chị. Đẹp xuất sắc chưa? Mấy bạn làm nó đẩy em làm luôn nha. Xăm 2, xăm 3 củ, em chốt cho mấy chị luôn 45 củ luôn. Trời ơi, mấy chị gái lòng trong giác lòng luôn nghe. Thanh ơi đôi này cũng đẹp nữa nè Thanh. À, ô mê lý luôn đó. Cái form này là form bự nhất nha mấy chị. À, mấy chị muốn làm đích đẩy cũng được, muốn làm đích nhận cũng được. Nguyên cái giọt luôn gì dùm em. Nha. 45 triệu. 17 triệu 500 hộp 3 ly 6 gái. Gái em đang đem đi 50 chị gái. Rồi. Duyên lấy này hả? Duyên có 45 triệu Duyên ơi. Con ấy cho lên liền đi con chứ không con trả liền đi. Chứ con để gì một đống xong mới tưởng hết cái bắt đầu đi. Đi đặt xong cái vài bữa sau con bơm xuống. Thôi trả liền nữa không? Đồng nghiệp tôi. Hai mươi tám thì em mua cao nữa em bán cao thôi chứ em đâu có mua cao nữa em bán rẻ đâu cưng. Tại vì này chị đang bị bơm mà. Rồi em chốt được bông sao bơm mấy chị 18 triệu 500 ngàn. 18 triệu 500. À, xuất sắc luôn em. Nếu mình mua cao mình bán cao rồi tại bị bơm hết đấy. Em nhận em 3 ly 6, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3. Sao mà con làm việc xong mà để nhiều vậy đó. Thì thôi vậy trả liền nha, không có xin bữa hay bữa hết trơn à. Sao like xong tiếng trả liền. Ok. Chứ giữ gì rồi 5 chiếc mà con trả lại 4 chiếc gì rồi sao được. Đúng không? 5 chiếc trả 4 chiếc đúng không? Rồi sao xin được thôi. Không sao tiếng trả. Không. Chứ à, rồi tình yêu tiết vi trần này xong tiếng trả ơi không được mọi ơi. Thà ví dụ như người ta ế chồng cho ta biết liền mẹ đi.
cái bắt đầu làm như đắt xô lắm, cuối cùng nghe nè, 5 mâm xin lễ đem ra còn có nửa mâm mà à, cái kiểu như tao muốn đi theo luôn rồi. Rồi em chốt với chị luôn, em ly tư ly rưỡi nó mấy chị, em bán 5 triệu 9 viên à, nhẫn sòn em chốt cho 5 triệu cộng hôm trước em đưa cái bill qua đi Thảo thôi, sao không tiếng trả liền à, có thể đồ bạch kim còn di du ha, để cho bữa hai bữa còn đồ sòn trả liền đi ní đó, đẹp xuất sắc luôn em, 5 triệu sòn sòn 5 triệu 5 triệu giọng đang đeo hả chứ 22.8 chứ. Nè chiếc nhẫn này em qua em kia người ta hỏi em chị ơi có đặt lại được không, em nói dạ được hết rồi, xong cái còn nằm đây. Rồi em bán 29 triệu 5 triệu cho tình yêu Trúc Viên. Rồi cho Trúc Viên chiếc nhẫn này mấy chị, nguyên một chiếc nhẫn bông to đụng gì em bán 29 triệu 29 đẹp xuất sắc 17 triệu 500 hả, đeo mì được không, mì nhỏ vừa mì lớn không vừa á. Vinh chốt đơn cho 29. Thấy bắn tem đó không? Thấy bắn tem một lần mất mấy chục triệu không? Dạ cử gì dạ vô sổ 2 triệu nha. Chứ bị bắn lần mất 40 triệu rồi vô sổ 20 được không? Rồi tình yêu An Khoa 29. Cười tự nhiên cười quê gì em nói. Tôi không phát hiện ra là tôi mất một đống tiền rồi. Mì 5g được cục vàng yêu. Rồi chốt em 10 triệu 7 triệu 7 nè rồi. À đây em chốt cho mấy chị luôn 7 triệu em bán xả luôn. Chủ sòn lúc lắc sòn vừa dây vừa mặt em bán đầu 7 và em đang bán lỗ nha. Mấy chị muốn xi trắng cũng được luôn em. Ở đâu ra mà nguyên cái dây cái quặng này giá này mấy chị đi dèo. Rồi tình yêu Phạm Thúy Anh Độ. Giỏ sòn đeo trong tháng lỗ 10 quăng tháng 15 cái. Rồi nhẫn này giùm em 8 chiếc bơm 4 chiếc hộp hộp 2 ly nha, em chốt cho 10 triệu 900. Đẹp quá trời luôn, 9 viên này. 7 triệu em hết rồi. Bà Linh 15-20 chị ơi. Bán 15 à, bán 20 đổi lỗ 15 con trong tháng 10 thôi. Rồi chút đó em 10 triệu 900 ngàn. Học 2 ly 8 chiếc còn 4 chiếc. Đủ ni tai muốn đeo món chỏ con danh vừa gì cũng được à, mùi thì chẳng em thấy nha. Sòn xuống lai xong tiếng sau trả liền. Bạch kim thì có thể là cho giữ lại 2-3 ngày nha. Lắc 35 triệu cô Ngọc Ánh chuyển chưa con? Em chốt được bông này cho mấy chị luôn giá 18 triệu 500 27 triệu 100 nghìn à, dòng em đang đeo hả chứ 22 năm luôn. Rồi mấy chị nguyên là bông ghép chủ sòn luôn. Em chốt cho 18 triệu 500 10 triệu 900 em chốt tình yêu Ánh Tiết 109. Trời nhẫn em đang đeo và cũng đeo cũng danh cũng vừa. Cái này là phong thủy dày nha, hãng dày nha. Rồi bông tay em chốt cho 18 triệu luôn nha. 27 triệu 100 mới chốt được nha mấy chị. Chủ sòn luôn, nguyên đôi này luôn 18. Nguyên một đôi này luôn 18 đó, chị nào bỏ lỡ tiếc 18 triệu. Có đinh thôi nha, có đinh để Vinh lên, có đinh chờ. Đẹp xỉu chưa? Nè mấy chị phong lớn luôn chứ tài em. Không cần tốn chủ vô lên mà có 18 triệu thôi. Rẻ bàn hoàng luôn. Rẻ bàn hoàng. À, 10 triệu 900 cắt đi vô tư em. Ý 3 giờ lên ý ơi. Cắt đi được Thảo ơi. Được Thảo không? Cắt đi nào cắt hả? 3 giờ ní yêu. 3 giờ rồi tôi ngủ luôn nha. Rồi dây này em sell cho mấy chị luôn 10 triệu. Chị hay dành lồn nha em. Cái mấy chị làm em đau lòng quá. À nè. À giỏ với hộp luôn em full sòn. Dây với mặt luôn em 10 triệu. 7 triệu em hết rồi chị Mili ơi, không có giá em à, rồi 10 triệu giùm em full luôn em, 18 triệu của Hạnh Nguyễn. Rồi bây giờ em chốt đơn cho 18. Rồi dây mặt giùm em 10 triệu em chốt tình yêu Ngọc Bích em hết. 10 triệu 900 đi, số 9 có sẵn không cần chỉnh ni đứa cưng. 10 triệu 900 là như có sẵn luôn đó gái. 10 triệu Ngọc Bích nè, nhẫn 10 triệu 900 Thảo Nguyễn nè. Rồi nhẫn em còn chiếc duy nhất nha. 10 triệu là dây em chốt chai rồi em hết. Rồi bông tai này trời ơi người ta bán tới 38 triệu em bán 27 năm rồi em xả khách xả luôn. Em chốt cho con cái dây dọc nước 17 triệu 500 nem xi lê mình mang lẽ con cộng nữa chút rồi chị cô luôn đi con dọc à, lắc dọc năng đây là đi 50 chị giá yêu ơi 48-50 em xem 27 triệu nhận được hình là có đơn rồi đó. Thanh Thảo xinh đẹp ơi 27 triệu khen bật luôn nè.
ở đâu ra mà đầu hai mà đồ mới mới đồ lướt vậy đó nghe mấy chị, non lướt nha, 27 triệu, đẹp rẻ luôn, không đụng hàng, trắng tươi. Em chốt cho bà Hoa giấy nè. Dạ, 3 giờ lên Bạch Kim chế yêu, 3 giờ rồi. Tập trung làm một đơn cho nó nhanh hơn, chị là đói luôn đó chị. Rồi, 26 triệu 500. Rồi, chốt đơn em này 17 triệu. Chốt đơn chị Hoa giấy giùm em. Xi trắng được luôn nghe là. Trái là lớn đây ok nè, em đeo còn rộng luôn nha. Rồi, cà ri ốc sòn 17 triệu. Cà ri ốc sòn 17. Đẹp quá. À, dễ thương luôn em nè. Sòn 17. Rồi, dây nha. Em chốt cho mấy chị luôn 16 triệu. Dây mặt bông mai sòn trà lòi 16. Xi trắng được luôn nha bạn. 27 chút qua giấy cho em qua giấy yêu ơi. Xoa giấy. Rồi, hai đôi ba đôi sẵn đôi em chốt cho 23 triệu luôn. Bông đang đây là vàng hồng, mặt vàng hồng chị cũng xi trắng đi xi. Nè, đẹp luôn em. 23 triệu. 16 em chốt chị mai quách cái sợi dây. Ok trễ. Lấy luôn đôi bông 17 không chứ yêu. Rồi, bây giờ chốt đơn 17 em chốt Nguyễn Hồng. Nè con. Ok. Dòng đinh sòn đó bạn nha. À, tôi có một cái dòng gắn sòn full ba mấy triệu này bị bơm nè. Rồi tình Nguyễn Hồng giùm em 17 nè. Rồi 17 là bông nè con. Rồi bông tai chốt 229 nha bạn. 23 năm đó mà mấy viên ní đẹp gái nào xả em đôi. À, ní đẹp gái nào xả em đôi. Cà ri bạch kim hả chứ. Có thể còn và có thể hết chứ ơi. Đây. Dây này em 2 tầng rồi mấy chị. Bây giờ 2 tầng 16 triệu. Em bán tặng với mấy chị 11 triệu 500. 2 tầng luôn sòn nha. Sòn luôn nè, đó. Trời ơi, nó 2 tầng dính chung luôn em nha. Bao model bao đẹp luôn em sòn. 11 triệu 500 nghìn. Lên cổ là giày để trong để ngoài cũng được luôn em, đẹp lắm nha mấy chị. 16 chốt cho 11 triệu 500. 11 triệu 500 nghìn. À, 54. Bông đang đeo 229 mấy mấy rồi nè. Trời ơi đó, đẹp xuất sắc. Dạ, yeah. Cô mày quách là đưa chị Hạnh đi con. Với 2 tầng em 11 triệu 500 nha. 115 rồi, rồi đấy em đưa Dũng Hạnh đi. Rồi bông đang đeo là 22 triệu 900. 22 triệu 900. Rồi em chốt cho mấy chị luôn cái này. Em nói thật sự mấy chị nha. Cái giỏ không mấy chị mua 28 triệu 500 nghìn. Mà giỏ với chủ vali 6 em bán 22 triệu. À, alo như sòn to to. Có như sòn to to này khách xã nè, nãy lộn mã nè. Để chị lên cho em cho. Vậy đó lời chốt đơn 66 triệu 883, sale 20%. À, rồi bây giờ chốt đơn mấy chị luôn ha. 22 triệu. 11 năm á, Ngọc Lê. Vô vô nick cô Ngọc Lê cho con. Cô Ngọc Lê là cô Thảo Vũ Lê đó. Con để sao một người nha, cô nó không chuyển không chút gì sao. Dòng em đang đeo hay chứ. 54 em hết rồi chứ, em còn 50 chứ yêu ơi. Con để sao cho chị Nga Tàu nha, dự bị con Nga Tàu á. Cái nào sao là không xảy với like con. Đó, 22 triệu nè. Mary Lê 22. Ghi giùm đi Ní yêu. Ní yêu ơi, bông đang đeo 22 năm luôn mấy Ní. Trời ơi, nguyên đôi dép này mấy chị. Nguyên một đôi dép sòn gần 3 ly luôn, to quá nè. 22 năm đứa nít dễ hương nè, rồi cho 2 triệu đi gái. Rồi tình yêu Nguyễn Hải Yến 22 năm nè. 22 triệu 500. Dạ có ship nước ngoài chị Thu An đi mẹ 22 năm nữa. À, rồi tôi ghi cho nè. Rồi, bông này ghép to đùng nè mấy chị. Nhưng mà mẫu ở đồ bơm sao chả nhưng mà chả lâu với nha mẫu. Chả nhưng mà lâu chứ. Có nhiều cái hay cả tháng trời giờ mới chả ra đây. Như đâu này chắc cỡ tháng gửi luôn nè. Thiệt luôn á, sao chả lâu chứ. Đã bơm không bán được rồi mà còn lâu nữa. Em bán 26 triệu 500 nghìn. Nhưng em nguyên đôi ghép này đứt đẩy. Tất cả trong đây đều hộp bự như ba ly mấy luôn. À, ba ly mấy. Dòng đi 54 cô mi chằn thì chuyển cho con, chưa chuyển cho cô Minh Phạm.
Rồi ok, chịu Hằng Nguyễn 26.500.000 bán lỗ tụt cái quần xà lỏng nha mấy chị, cái quần kiểu là à, kiểu là không còn cái quần để mặc luôn đó. Nguyên đầu ghép giống như là bông 8 ly 9 ly không cần tốn chủ luôn, mà học bự không à. Trắng tươi mà bự tinh luôn đó mấy chị. 26.500. Ship Nhật Bản không biết nhiêu, chắc 1 triệu 2 triệu nha chị. À, à, nè đẹp chưa? Thảo Mai chốt đơn, đẹp lắm gái. Nhẫn đẹp tôi đền cho ba gấp 10 lần. Rồi chốt đơn giùm em này. Ở bên ví dụ như bên giao hàng nó giao bao nhiêu thì bé Vinh lấy nhiêu à. Tiền ship nhiêu tôi không ăn lời tiền ship đâu chị không nổi ơi. À, rồi bọc luôn 24 triệu. Nè tôi chơi tặng một chiếc đó nha. Tôi bán lỗ chiếc này. Nhưng chị nào mua nhanh có đơn 22 triệu 500. Hai chiếc, một chiếc 24, chiếc 225. Ê, có viên 72 rẻ quá kìa. Mình bị khách xả kìa. Chốt bạn 158 triệu VS1 có đó 160 lắm. À, viên này nó trắng tươi này đi. 7 ly 2 1.5 luôn. Nè cục vàng yêu. À, 1.50 72. Số đẹp luôn nha. À, đẹp biết sao chưa nè, lấy cái viên cho bạn coi luôn. Vô 72 luôn đi bạn. 158 triệu này bạn em nhìn nè. Màu nè. Ngon ngon thơm thơm luôn á. 158. 158 á gái, chụp thử cái xanh cho em coi thử nha. Chị bao giá toàn quốc không, toàn thế giới không có giá này. 22 là em chốt cái tình yêu Hằng Quỳnh nè, Danh Đạt nè, Kim Thoa dự bị nè. Rồi bán bà luôn hai chiếc, bán lỗ bán lẹ ha, bán lời bán không lẹ. Rồi ok là nè, 22 năm. Rồi 4.5 ly nước y nè, em sell cho 11 triệu nè. Nước y 11 triệu. Rồi chụp quanh vỏ 158 cái hộp này chứ, em coi đi con. Nói chung là ngon quanh ơi. Ngon ở đó khách chốt rồi đó chứ. À, 11 triệu giùm em. 11. À, con gửi cô Tường Nguyên với lại cô quanh cái giấy ở đây đi. Chụp 158. Rồi 4.5 ly nước y đó, tụi nó em bán 11 triệu có con viên 1. 6 ly 3 nước tri. 1 carat luôn em, 3 excellent. Viên này bữa nay em chơi đẹp với bà luôn, giá 72 triệu. 11 triệu em chốt tình yêu Nguyễn Hà. Rồi em chốt cho 72 triệu 1 carat luôn nghe mấy bà. Số đẹp luôn, 639. 639 số đẹp luôn em, 72 triệu. Còn viên qua là em bán hết nha. À, em còn một viên duy nhất. Nè cái màu viên này cũng ok luôn nghe mấy chị. Màu cũng ok luôn nhầm em. Rồi chốt đơn 72 triệu. Trên 88 triệu rồi mấy chị ơi, 72. À, kiểm định nổi tiếng. À, 1 carat giùm em 6 ly 3. Đi 49 là quá ok gái, 49 50 4. Có nghĩa nó đang lớn nhất là 50. Bà cắt ni được chứ bà ra ni không được. Nhưng mà em bắn ngay sao đúng. Em phạt nó 500 ngàn cho nó nhớ đi con. À, cho nó nhớ. À, cắt nhanh đi. À, 70 vô vô không nổi vậy, vô bàn Thị Ngân nha. Bạn này em nhìn tem đi 74 đó chứ. À, chị xã đó chứ, tem 74 á, giống như bông 26 lấy rồi hả, không nổi cái ơi. 158 á em nha, chị bao giá chị. 5 ly 4 nước y VS1 nè, bãi sản viên này 5 file nha. Em chốt 26 triệu luôn cho viên này, một viên duy nhất. Nói chung cái gỗ này em đang bị khách bơm em á chị, đừng bơm mà. Nói chung có nhiều cái người ta có lỗ, có nhiều cái người ta không lỗ nha. À, rồi Kensu 26 nè. Ok chốt đơn 26 em hết. Hoàng Quỳnh ơi, để có còn không mới lấy cho bạn được nha. À, 5 ly 4 nước ơ VS1 bán sẽ lên luôn em, vỏ hộp khách có lỗ nè. À, mấy chị gái 137 triệu xe 100 triệu, khách có lỗ 2.5 triệu. 5 ly 4 nước ơ luôn. À, vỏ bự luôn em chốt 97 triệu 500. 97 triệu 500 ngàn, khách xã có lỗ em cho mấy chị lời luôn nha. Che tên, che tên. À, đó. 137 xe 100, 1 năm đi tư nước ơn.
vỏ với hộp luôn em chốt mấy chị 97.500.000 nước ô luôn em, tắm của... vỏ bông cũng 2 tầng luôn mà vỏ to luôn nè. Hết luôn cái tay của em luôn nha mấy chị. Cô Mỹ Hạnh xã 18 này các em. Em đeo cho mấy chị coi. Đầu có đồng chính nào đó mấy bà mà mua 5 ly tư nước ơ. Mà cái vỏ to đùng. Giá 137 đó, sale 100. Khách lỗ 2.500.000, em chốt 97.500.000. Em chốt cho mấy chị luôn giá này. 97.500 nè. Rồi nhìn em đeo nè mấy chị. Nói chung là 5 ly tư mấy chị à, đeo nó sáng chân chưa. Trời ơi nó đẹp lắm mấy bạn ơi nè. Ô mê lý. Nhận nhầm nhìn từ 40.500 trở lên nha à, có tin nhắn tình yêu Nguyễn Kim Thị. Nguyễn Kim Thị à, 97 năm. Chốt cho bạn 97 nha Kỳ Văn ơi. Mình bao giá. Mình bao giá. Cắt giùm chị 4 tắc 3 này hả. Cắt đều hai bên 43 97 nha gái. Cục Diền ơi, Kỳ Vân ơi, tôi chốt bài 97 nha. Rồi thôi chị Dung Lê lấy chứ. Rồi chốt đơn nha. 72 nước tri chứ 158 chị. 97 em hết. 6 ly 3 nước y này lên rồi mà sao không bơm nữa rồi. Nước y nó tương đương nước hát nè. Em thấy ta bán trên 100 triệu rồi nè mấy chị. Em chốt cho 77 triệu. Kho lờ y luôn em nha. 1 carat nước y VS1 77 triệu. Trời không ai bán mà 6 ly 3 1 ca mà nước y mà giá này hết. Em nói thật sự luôn. Cái này mấy chị mua được một viên 6 ly thôi. Nè nó trắng tươi đeo không? Đeo viên này mấy chị có hỏi nó hơi màu ép luôn được luôn mấy chị. Rồi 77 triệu giùm em. Ờ em có 7 ly 2 à, 8 ly 1 nhưng không có mấy tường nguyên. Đó, đẹp cực kỳ luôn em á. 77 triệu. Ok Hoàng Thiên Ngân à, cọc rồi á ha. Ok gái. 77 triệu. Cái này khách nè nãy 18 chút 17 năm chút 2 người nè. Đổi hai gái. Đổi lỗ ha. 200 á. Rồi cái lắp tay này chị nào bỏ lợi tiếp nha. Tôi chơi mấy bạn. Mới ngày hôm qua em kia 38 á. Bữa nay em sale còn 30. Đẹp luôn em, lẹ. Có kèo ngon, kèo thơm nó bảy liền luôn em. Xả lỗ luôn 30 triệu à, nguyên cái này, ok gái. 77 triệu ngon lắm, Vượng Hồng ơi, bà đổi đại đi không. Để mua lại giá đó không có, nó không có giá đó đâu gái à. Đẹp ô mê lý luôn dùm em nè. Chốt tình yêu 30, tình yêu dài nguyên à. Đồ chưa đi, đổi mẫu lỗ 5%, hộp lỗ 200 đó. Rồi giá thì chốt đơn 30. Rồi ok gái. Khách xả lỗ 1 triệu. Trời ơi chiếc nhẫn này. Rồi vậy là chốt cái tình yêu Nguyễn Phương Hồng 77 con hộp đi con nước đi. Hết nha. Rồi chiếc nhẫn này làm gì dưới giá 33.500 mấy chị. Sale 25 nè. Khách xả lỗ 1 triệu nè. Em chốt mấy chị 24. Rồi bông vuông cô Hải Yến xả 22 năm lấy. Lấy ra con. Dòng đang đeo ấy chứ. 22.900. Dạ chưa báo đơn mà chốt like vẫn lỗ chị. Khi nào chốt hình chưa báo đơn được xả like không lỗ. À được xả hình không lỗ à, khách lỗ em cho bà lời luôn á. Còn đền tiền cọc thì em tự lấy tiền túi em đền á. Rồi 24 triệu Nguyễn Ngọc. Em hết à. Rồi có mấy món này em xả luôn mấy chị nha. Chờ ra bông này rồi em chốt luôn cho mấy chị luôn 17.000-16.500 luôn. Nguyên đôi này à. Sòn to ha nè. Có ông cộng dây nãy 368 đợi chút tôi chụp hình điên bà coi nha nè. Rẻ lắm 83.500 á. Tôi chốt đơn xem 20%. Rồi chốt đơn 16.500.000 dùm em nguyên một đôi à, hoa 4 cánh chủ sòn luôn nha. Bông ghép sòn luôn. Vậy là bạn có lấy viên 158 đó. Mình bao giá cho mình bán mắt mắt mình cũng hâu vô mắt à. Mình mắt mắt làm chi. Mình mắt mắt là mình khờ mắt khách. Rồi 16.500 Nguyễn Thu Ngân nè. 165. Hồi nãy đang cắt 4 tắc 3 rồi, tôi định tôi đeo á. Lấy cái dây cắt xuống đi, nữa cắt sau đi nhỏ ơi. Trời ơi, xong mà lâu quá mà. Mà giờ này cũng mới xả ra đây, 72 triệu nè. Sale 63 nè. Em chốt đơn mấy chị 58 triệu.
cái này là bóp xuống là dặn dặn rồi nói vậy con. Dặn nữa hả? Trời ơi trời, cái này dặn hay ráo đường nào vậy? Khóa này là giống như khóa hang nè. 50, 51, 52, 58 triệu. 16 năm em chốt cho ai rồi? À, Kiều Nguyễn xã 19 triệu 500 lấy ra bán 19 luôn đi con. Xã đó không xã đi con. Nhìn bán cái đó rồi, nhìn bán nữa bớt nó không được luôn quanh ơi, tấm nhìn nhanh lắm. Em ơi đàn ông mấy chị. 58 triệu, 50, 51, 52. Lưu ý cái khóa nè. Ta phải chờ ta thước đây ta tháo nè. Rồi thả thêm 58 đi con. Xả cái 19 hay chưa con? Thấy hình đó chưa? Rồi. Chốt ra bông rồi cho mấy chị luôn 28 triệu. Bông mới. Rồi chốt luôn. 158 mới được anh ơi, được cho Vinh tính liền rồi anh. Rồi 58 triệu em chốt tình yêu Quỳnh Trang. Rồi em chốt cho 30% 3 sợi luôn. 1272 nè. Xe 30 nè. Em chốt mấy chị 8 triệu 890 ngàn dây với mặt luôn em này. 16 triệu 500 cô Thu Ngăn chốt bông tai xong chưa có hình cho con đó con. 58 vô cô kia chưa? Bông tai ghét xả luôn đó. 16 năm này á. À, đang bảo em lấy cái hộp 77 triệu con dư tình yêu Nguyễn Phương Hồng chưa? À, nè nè đẹp hơn cái yêu. 12 triệu 700 bé Vinh xe còn có 8 triệu 890 ngàn. 8890. Nhận 22 triệu nhỏ đâu mà nhỏ ba ngột gái yêu. Dòng cà ri 58 vô Quỳnh Trang nha con, sao gọi cho chưa ai nhận hình kìa giấy. Vô trong có hình giùm tôi đi mà. Trời áo mua ngoài chợ mua trên mạng á. Thường thường em coi xong rồi em đâu có thời gian mua, em đưa em gửi hình cho cái này mua. Rồi Quỳnh Yến Nhi 885. Nhiều khi mình hỏi xong cái ta trả lời lại là mình lo làm ăn mất tiêu rồi. Cái ta nói bà này chắc qua bơm nữa. Rồi 889. À em không có chào mà cái đó đặt lại em đi. Rồi em xả 19 triệu đôi này. Trời ở đâu ra mấy chị, 28 triệu 600. Bây giờ chốt đơn 19 triệu nhìn luôn lòng trong giùm em này. Trời ơi mấy chị, nhà em bán rẻ hơn thị trường như phân nửa tiền không đó. Rồi chốt giùm em 19. Giá quá đã luôn em. Phong bự luôn em nha, nhìn hết luôn cho tài của em. Bông tim á, em chốt 28 này sẽ vô, sẽ dai, sẽ dai, sẽ vô cho nên chơi đẹp luôn. Bào hoài giây phút mua tôi đi gái yêu. Gắn em đang đeo có 50 rồi chị, 53. 53 nãy chị Ngọc Hứa gì đó có chuyển cho con. Chưa ấy thì xã của nó ra con chốt 53 cho cô Ngọc Châu Trần 19 triệu. Mẫu mông to to không mấy chị ơi. To bự rẻ không à. Mùa này lại giờ vậy không đó. Rồi em cho một cái sợi này nữa. Giọt luôn em. 19 triệu tình yêu Tâm Nguyên. Dây 889 em hết rồi chị ạ. 889 em hết. Gắn em từ 3 ly 6 tới 7 ly 2 81 được luôn. À, dòng đinh không có, có dòng ngắn. Không chị không giữ gì hết. Tao chị không có giữ gì hết. Rồi chốt em này 13 triệu 500. Cái lắc tay trái tim cô kia chuyển cho con. Con đừng ghi nữa, cái nào rồi con dục qua bên tôi nhịn gỗ tôi bớt đỡ mệt cuộc đời con. Nè em chốt cho 30% nè mấy chị, dây với mặt luôn 9 triệu 4. Khoen ở trên sòn, mặt sòn chủ sòn luôn. Quá đẹp em, 1-3 năm em chốt 9 triệu 4. Thu 3 trường chị không có 13 năm mà có 9 triệu 4 thôi à. 9 triệu 4 à, điện hotline hỏi hậu dẫn gửi về nha. Rồi em có một cái mặt vuông này. Trời cái này rẻ quá nha mấy chị. 12 xe còn 8 triệu 4. Dạ chị đặt cọc giùm em 2 triệu đi rồi đồ cũ gửi về chung với cái đó. Dây với mặt luôn. Trong khi cái mặt mấy chị mua bao nhiêu tiền ở full sòn ở ngoài. Mà em chốt có 12 mà giờ em còn sale có 30% còn 8 triệu 4. Quá rẻ đẹp luôn nha mấy chị. À, muốn si trắng cũng được luôn. Sòn si trắng là tặng đó. Sòn si trắng là tặng đó. 8 triệu 4 tình yêu Phúc Mỹ. Dây em lỡ đem đi cắt em đeo rồi để em kiểu đem xuống. Khỏi cắt đi Hằng ơi đem xuống đi. Túi hồng giùm em 126. Nè à, em chốt 882. 882. Hằng ơi gỡ dây này chị ha.
Đây bông đang đeo này chớ 28. Quanh lấy đi Quanh, chị bán sao lỗ đâu này đó Quanh, sẽ bông mới. Vậy là nay em làm gì tới 5 tắt lần chứ. Em cắt ngắn lên chút. Chị cắt ngắn lại đi, em tính đi chị 65 triệu thôi. Nhưng mà đẹp lắm, để chút xíu xuống đi rồi em kiểu nó không cắt đợi cắt lâu quá. Tại cái đó cắt là cắt đều hai bên 882 à. Là gì à? Ở đang chưa dây túi chưa, đợi xíu gái xinh đẹp. Rồi thu Quanh trần thị giùm em. Hết rồi mấy chị gái. Rồi chốt đơn 28 à. Rồi em chốt luôn cho 22. Em hết rồi chút vi thu Quanh trần thị lấy đi. Nó đang bị gói rồi, đi gỡ rồi xong chút xíu thu lên sao cho gái yêu. Rồi ở đâu bông sò mà bán 22 triệu. Em còn sợ bản thân em luôn rồi đó. Em sờ em rồi đó. À, em bán cái này là em sợ rồi đó. Đây 882 nè. 126 còn 882. 126 còn 882. Rồi em chốt tình yêu cái dây túi cho bà tình yêu Kiều Dương nè. Dạ cái đó đặt lại không được, đặt lại 48 triệu liền ơi. Đặt lại 48. Bông tai 22. Hai mươi hai đó đẹp chưa. Vinh bán lỗ lắm mày ăn buồn chị đi không chị ơi, thương chị Vinh đi khoảng tuần nó có về đỏ để Diễm lấy gì tặng nó cúng chị không biết nha. Khúc này giờ nó không như bình thường chị, khúc này vậy bình thường ai cũng ốp hết trơn, mọi người ốp hết, cho nên nhiều khi giờ muốn có đồ bán cũng khó lắm. Như hồi xưa thì em còn hứa chắc được, như giờ người ta nghĩ lén hết trơn à. Ngành nghề của em giờ nó cứ đi chữa lành hoài vậy đó, cho nên giờ nó không biết đường đâu. Rồi tình yêu hoàng em coi trong của Mai Liên ấy dẻo mỏng. Mai Liên chắc có mà, em hỏi chị đâu biết. Mai Liên chắc có, Mai Liên chắc có mà. Mày nói chung là tao đâu có gì đâu, người tao cũng lỏng mà. Ok gái xong đó gái yêu. Ok gái yêu, ngành nghề em chỉnh đi chữa lành rồi. 882 triệu dương có nhận được tin nhắn không, nhận được chốt cho bạn khác. 4 ly 7 nước ép đầu 47 đuôi 48 hai giấy luôn, em chốt 18 triệu 500. Dạ cho nên giờ muốn có đồ bán không có đâu mấy chị, không có đồ ai làm gì đâu có. 882 dương tự anh bóc giùm Vinh đi Dương. Trinh hỏi mấy chị hỏi em ờ đồ đặt về chính xác giờ không biết đường đâu rồi. Rồi, Vinh chốt đơn mấy chị 18 triệu 500. Nè, con chụp gửi trước cho cô này chứ. Phạm Nana trước nè. 65 là có cắt không, cắt 67 nha. Nè con, đẹp lắm, con không mà tôi định đeo luôn các bạn ơi. Tại nó hàng 6 nó quá rẻ đi. Rồi, con chụp trước 67 đi kìa nè, bạn có cắt tính sao không? Gắn ghé nhanh lắm á, quanh, gắn ghé coi cái đi rồi hả. 18 triệu 500 là bán lỗ rồi em ơi. 4 ly 7, 4 ly 8. Ôi quay cái giấy tính tiền coi chưa lộn không ta. Chưa rồi. Trời ơi. Bán cái này luôn á hả. 18 năm mấy ba ơi. 18 triệu 500, 17 triệu 500 như chuyển này chị Nancy lên. Chị Quỳnh Trang chốt 58 mấy dòng cà đi con vô chứ. Dòng màu hồng gửi gọi Quỳnh Trang 18 triệu 500 triệu qua Quỳnh nè. Em 7 triệu á cho lấy nha này. Xé tem bên đầu qua đi con, bên đầu có tem. Em mốt được đó tình yêu Hoàng Thiên Ngân chuyển đi cưng. Bông Du nhận được hình chưa ăn? Tập trung vô con xong gửi hình cho tao Hoàng Thiên Ngân nè. Đưa qua là có người chốt rồi mới đưa qua, còn không có người chốt là không đưa. Hồi nãy 17 triệu là nãy có chiếc đã qua rồi nè. Có nghĩa là dục qua là có người rồi đó, có người chốt với dục, còn không dục, không có người chốt đâu, không dục qua. Tôi vừa quê, tôi chơi với bà quên cả lối về nè, cờ bên nhanh 10 người đó có đơn. Xả lỗ mấy triệu bạc luôn nha, tặng nha. Cái này đúng như cô tặng bán cho 36 triệu. Nhanh còn chậm mắt học em rồi, 22 ly rưỡi. À, Thảo Mai xả 26 năm nó bông ghép bông mai. 26 năm. 26 năm để mẹ đeo đi cho nó gung lên sữa, để mẹ đeo đi. Đây đẹp chưa mấy chị, 36 triệu. Đẹp xỉu luôn đó. Đẹp mà rẻ luôn. 36. Bên hông bên trên luôn em nè. Ô mê ly. Đẹp xuất sắc giùm em.
Để cho Phạm Anna cái đi chị ơi. Để Phạm Anna cho trả lời em cái đi rồi em chụp cho chị. Rồi Trần Bảo Nguyên 36 nè. Đi đi. Nói đây nè. Mười tám năm qua Quỳnh chúc đơn. Rồi em chúc mấy chị này luôn em. Lắc tay này 30 triệu. 4 á. 29.500.000. Học tới 2 ly 3, 2 ly 4. 29.500.000. Dạ vậy đấy em đang đeo là 5 tắc. Mà chị cắt ngắn đi em tính hồi 65 triệu. Chị nhiêu ký? Cái đó tầm đeo 42, 43, 45. Em nghĩ là 43, 44 là ok. 29.500.000. Lắc tay sòn luôn, tắm trắng tươi. 295 thanh tiền, em hết rồi. Em chốt cho 24 triệu cái lắc này luôn. Quá trời đẹp. Xăm 2kg, để 4 tắc rưỡi đi chứ. Cắt 4 tắc rưỡi đi. 45 tắc ở đây đều dài, nó không đẹp. Em tính 65 cắt 4 tắc rưỡi, như có đó tới 5 tắc. Nếu cắt đều là cắt hai bên. Ba hàng luôn em nè. 24 cục. Hả son hả đi, là rồi đẹp nè. Cho xin ly cà phê sữa đi con ơi. Rồi cho tình yêu May Nguyễn 24, ok là. Hết. Em 4 nhìn hết rồi. 295 may lấy rồi. Sao gì mà lý do em lâm chân mà lúc lỗ quay trời Phật ơi con. Cái lắc này một hàng hộp nè, em chốt cho 17.500.000. Còn mấy ngon không mấy chị không biết sao dành lộn xong tới lúc đi rồi không chịu đi. Làm gì hoài là ngành em giờ là em chán lắm rồi đó. Mà mấy chị còn gì nữa em chán lắm nghe mấy chị. Em đi theo thầy luôn nha. Đây à, rồi chốt đơn chưa. 17.500.000 nguyên một cái lắc hàng hộp luôn em. Ở đâu ra 17 năm luôn á. Dòng gắn 22 năm đi nhỏ bà đi 50 bà. Cái này là chốt rồi hết rồi nè. À, gọi dần ở đây hoài luôn nè mấy chị. 17.500.000 dùm em. Đẹp lắm còn đẹp là em để bán lẻ luôn em nội không. Xinh lắm luôn á. 17.500.000 lắc tay. Đừng xả với like nữa. Năn nỉ không. Đỡ mẫu là lỗ 5%. Không có ăn đơ thì lơ mơ mấy chị ơi. Đồ nhận rồi chưa đeo cũng lỗ 10. Rồi em chúc tình yêu Nguyễn Ngọc 175. Rồi cái này khách xã có lỗ 1 triệu nè. Em chốt chứ nhận này mấy chị có 27 triệu mà to đụng gì luôn. 38.9. Rồi em chốt cho mấy chị luôn này dùm em. 17.500.000 con để dự bị cho tình yêu Anna Trinh Nguyễn này, tại người ta đáng lỗ lắm. Rồi cái dây Phạm Anna có lấy không lấy tôi chốt cho Minh Nguyễn, chụp cho Minh Nguyễn nè Anna ơi. Rồi bây giờ chốt đơn cho 27 triệu. Trời cái dây nó rẻ muốn chết bà ơi, tăm mấy 90 triệu chứ có rẻ đâu. 27 triệu. Con lấy cái viên 158 với cái lắc tay mà 72 đó. Đem lên lầu coi chỉnh sửa làm đi, nhận hộp vô bạn đặt cọc 10 triệu đi cục vàng. To đùng luôn em nè. Dòng gắn 55 đặt lại. 55 đặt lại nè, lòng trong nè mấy chị. Đó. Đẹp giả men cho 27. Chị Trang Xuân nè. 36F em có 10 cặp. Nha, 10 cặp. Rồi vậy là con chụp cho cô tình yêu Minh Phạm 67 triệu đi con. Chụp Minh Phạm 67. Vậy đó không gặp bà coi gò mà xui bà không chịu mà. Không mà có ghé tiệm coi gò đó. Với hình tròn. Em chốt cho 7 triệu viên em có 10 cặp. 306 nước FVVS1 7 triệu. Nè bây giờ nhờ đó. Đẹp đắm sai luôn. Đẹp đắm sai luôn. 7 triệu. Em có 10 cặp. Là 20 viên. Không, 12 triệu là giá đó sale nè. Khách bơm em bán nó chỉ 11 triệu luôn. Nhận giùm em từ 3 ly 6 4 ly thôi, cái này nhận bự không được. Vỏ bọc này cháu đực này nó nhỏ. 27 triệu chị Trang xin lấy thôi mấy chị ơi. Hộp là 7 triệu. Rồi, Nguyễn Hoàng giùm em 7 triệu nhân 2 viên, lấy 2 viên. Chụp đó đi nha. Em có 20 hộp. Trời ơi, đẹp chưa. Nhận 3 ly 6, 3 ly 8, 3 ly 9, 4 ly. Rồi chốt giùm em này. Đẹp rẻ luôn em nha mấy chị. 11 triệu. Khách sạn. Nhà mặt Ai Di Đà không có em không, nó không có về luôn. 11 11 11
dòng gắn full hộp 50% nè. Rồi em chốt với chị luôn mi tay 52 trở lại nha, em chốt cho 32 triệu. BB lấy cái bông vỏ bông 11. Rồi 7 triệu 3 ly 6 em mi quay mi tay 52 trở lại 32 triệu. Rồi chốt với Diệu Diệu 32 em hết. Ba hai mất. Sao có gì tự nhiên cũng ghi tao là không cho lỗ hay trời. Vòng tay 38 quàng hả? Trời ơi nó đẹp nó rẻ gì này mấy chị mà quàng em à. Cái lắc tay đó người ta bán cho 54 triệu lần chị Giai Hy ơi. Cái đó mình mua được xe nó có 30. Rồi à. 7 triệu em chốt tình yêu Thanh Thanh nè. Một viên. Rồi em chốt cho mấy chị luôn cái vòng đang cầm 37 triệu. Em đang cầm là đi 50 nha. 50. Dòng Vinh đang đeo là đi tay 51 trở lại 22 năm. Rồi cái giỏ dòng sòm em bị khách hoàng nè. Em cũng chưa biết sao hoàng luôn, nó to đùng luôn. Mấy chị nghĩ đi lòng trong giác lòng nè. À, tắm 2 ly hay ly mấy không? 37 triệu. Đi tay chỉnh đi được nha, trước mắt này 50 đeo vừa. Trước mắt 50 đeo vừa. Giỏ dòng sòm bán 32 37. Em bán giá mà còn giật mình té xỉu bên bờ đê đó mấy bạn ơi. Giật mình té xỉu bên bờ đê. Bạn Thanh tiền với bạn kia xả nè, con lấy ra bán đi con. À, 295 37 triệu. Đó, bên hông bên trên giùm em. Rẻ rẻ hồn sức may luôn. Đặt lại con này em bảo đảm chị không dưới giá 52 hay là không dưới giá 48. Không dưới giá 52, không dưới 48. 7 triệu là nước ép VVS1 Thanh Thảo ơi. Nước ép VVS1 Thanh Thảo. Nước ép VVS1 nhận 27 triệu là chủ này nhận giùm tôi từ 4 ly rưỡi tới 6 ly 3 được nha. Dòng gắn sòn gái ơi. Dòng gắn sòn. Gắn sòn, gắn sòn 12-6 nè. Em chốt cái bà 9 triệu thôi. Dây mặt. Dây mặt giùm em 12-6 em chốt cho 9. Ờ à, cái con tiền cọc thì gửi biểu cọc qua em đi. À, full sòn mặt ở trên luôn em đó. Đẹp chưa? 12-6 chốt cho 9 triệu. Ok gái, ok gái em. Rồi em chốt 37 triệu thi Thuy Huệ Phạm. Dòng 37. Nè con, dục qua là bán nè. 9 triệu Hoàng My. À, gửi xà bông đôi này mình chỉ cái gì nữa. Tấm sau lưng mày nó lấy cái bàn chải sạn vô đi. Hộp tới hộp em rồi tới 2 ly rưỡi nè. Em xả bơm luôn 35 triệu nhẫn này. 37 triệu dự bị tình yêu quanh phạm nè. Vỏ dòng rẻ quá trời. Vỏ nhẫn 5 hàng 1 hộp tới 2 ly 3 2 ly 4. Em bán có 35 triệu bên hông 5 hàng 1 luôn em. Nhận em 4 rưỡi 5 4 6 3 7 2. À. Rồi em có một sợi dây nhức trái tim nhảy 12 giá đã sale nè. Rồi em bán em với chị luôn 9 triệu luôn bằng sợi kia luôn. 9 triệu bằng sợi kia luôn em. Ờ à, mấy chị sòn luôn mấy chị nè. À, ở đâu ra mà 9 triệu luôn. 35 là Bonnie với mấy Kim Tho nè. Bên Măng Lễ hình như còn một chiếc nè. À, rồi Bonnie Kim Tho. Rồi meo meo ha. Ai lấy dòng 37 ha. Rồi dây chuyền chốt cho 8 triệu 9 đi cho nó khác mã nha. Bán vậy đó. Nhẫn nó bán lỗ luôn á. Chứ không có lời. À, 8 triệu 900 ngàn tình yêu Thanh Hà. 8820 có vô ai chị con. Dục văn bên đi con, cho nó cái gỗ nó trống trống nha mẹ khỏe con ơi. Hôm qua con làm cho một mâm, giờ con làm cho một gỗ. Con nó nghe nè. Con có bán được không? Chứ tao ngồi tao lai nhất sân khu cũng chết luôn rồi mày bán. Mà 5 chiếc mày xả ra 4 chiếc. Còn mày làm hoài vậy ai chịu nổi. Dắt gió bầm đen hết trơn nè mấy chị. Bầm đen hết chị nè mấy chị ơi. Tội nghiệp dữ lắm nè mấy chị ơi. Ngồi chứ nhất mấy chị cầm vàng nhất tay dữ lắm. Ngồi chứ mỗi con cổ em mua nội luôn mấy chị nè. Thấy không? Trời ơi gió em nó nghiệp lắm. Bữa nào muốn mua thôi. Chứ tự nhiên mấy chị rồi cái. Tội nghiệp em.
trời ơi nha, hôm qua đưa mình mâm mình mới like kia chứ rồi giờ nó đưa mình gỗ đau đớn. Em quằn quại 39 triệu 46 năm xe 39 sao bơm em bán luôn cho 37 triệu 500 nghìn chiếc nhẫn này. Em đố với chị mua được chiếc nhẫn ở đâu mà hộp emerald 3 ly, à, cái bảng bông 1 phân 7 1 phân 8 37 triệu 500. Mệt lắm mấy chị ấy chứ, một ngày mà em like 5 tiếng em mệt lắm á. Không có trên đất nước Việt Nam mà con điên nào mà con chủ tiệm vàng nào mà dễ thương mà mụm mỉm mà ngồi kiểu này. Ngồi gì mà ngồi ngày 5 tiếng đồng hồ mà con nhảy ở sao nữa con. Nhờ chính nghe học ngang hả? 37 năm tình yêu Trần Thị Thu Oanh nè. 37 năm. Ngày tôi trời trời. À, qua tiên không kịp rồi. Cái đó là khách chốt rồi đó chị rồi. Trời ơi, chiếc nhẫn này đẹp vàng trời mây 42 năm là giá đã sale nè. Ờ, em bán 33 triệu thôi. À, một chiếc nhẫn này em đo cái bảng ngang cho mấy chị luôn. Đo bảng ngang luôn nè. Bảng ngang bo to bự của em 1 phân 7 gần 1 phân 8. Nguyên một cái nhẫn halo trong trống luôn em. 33 triệu. Rẻ tao nó lên bờ xuống ruộng. À, hồn đẹp tinh tất lùm em nè. À, 33 rẻ lắm luôn á. À, thu photo Ngọc Trinh nè. À, có một chiếc một hà. Không định lòng thế em ơi. À, năm mươi lăm triệu nè. 46 năm. Trời ơi chiếc nhẫn này em 39 triệu. 37 triệu là dở không không ai chủ chị gái to đùng luôn. Bông 1 phân 7 luôn. 45 46 năm. Em chốt đơn 39 luôn cho mấy chị luôn. 37 triệu thì hãy phạm cái dở không chị ơi. Nói rồi đang buồn rồi đó. À, 26 triệu đẹp trắng tươi luôn em. Chị lấy nữa em à, mưa ra mà chiếc này mà bơm nữa là em đi tắm mưa luôn á, mưa luôn giỡn luôn á. 37 triệu con xã cô Thuy Hệ Phạm đi con, con hỏi cô đó con có lấy không đi, mấy con bấm xã cô Thuy Hệ Phạm đi. Con chưa chuyển cọc con sẽ con chốt cho cô quanh xa để cái đó là bị hoàng á, bị lỗ. À, đây 39 triệu nè. Rồi cái giọt nước sòn ở lai lần thứ 4 em mắc cỡ. Lai lần thứ 2, xin lỗi. Rồi em chốt ra bông tay mấy chị luôn, em bán ta nói bán lỗ luôn 25 triệu nha. Vinh ơi đẩy gắn hồng ha. Bà ơi xin lỗi bà, cái đó màu trắng không còn màu hồng mà bà ơi, màu hồng còn 54. Để tôi đặt lại cho bà nha. Tôi đặt bà tôi tính cho đó nha. Mắc cười luôn á hả? Tôi quạo mà mắc cười luôn. Quạo đó. Mặt người ta quạo đó mấy ông nội. Cái kiểu người ta đang giận đó mà mấy bà mắc cười rồi luôn. Ôi cái mặt em không bị mắc cười luôn á. Không có bị bực bội luôn á mấy chị. Giận nhâm nhăn mấy chị ơi. Nhăn nó bị nhăn cái chán. Kiểu người ta đang quạo rồi mấy bà. Dễ ưu quá rồi mà để mắc cười quá. Rồi em chốt đơn cho 25 triệu. À nó bán vàng xuống. Đi vô bán đi rồi thấy cảnh. Thiệt luôn. À, bán mà dắt gió cho nó nghe dắt bầm mình hết trơn nào định. Nàng định dắt hai tay đó mà sợ xấu. Nhất hai tay muốn chết luôn. Này mấy chị gái xinh đẹp 25 triệu. Chủ sòn luôn chút ơi. Trời ơi tôi. Ê nó nghe nè có một sự thật nha. Cỡ này tôi khoái đồ màu hồng lắm nha. Tôi đưa cho con này nó mua đồng hồ hồng không? Thế bà để ý đi nè, sau này tôi mặc tự nhiên giờ tôi giống mẹ tôi nữa rồi. Tôi giống mẹ chồng tôi mặc màu hồng không? Tôi mua đầm màu hồng không luôn. Tôi đang tự nhiên giờ tôi hết phái trắng đen rồi. Tôi chuyển tông rồi, tôi mua đầm màu hồng không? Áo thun màu hồng không? Đó, trời ơi tôi để mất cần lắm. Nói chồng tôi, ê ní, tự nhiên cái này khoái màu hồng không nghe ní. Khách xả lỗ 1 triệu nè, cho mấy chị lời luôn. Chủ sòm 36, 32 triệu, sale 28 triệu, khách xả lỗ 1 triệu, bán 27 triệu luôn. À,
Ê Loan ơi, bây giờ cái con cái dòng 229 mà nãy còn 54 chút cho cô ánh ánh phi giỏ đó, cô chuyển chưa? Chuyển rồi. Chuyển rồi, giờ đặt cắt cái đó về với giá tiền đó 52 nha. Đi 52 giá tiền đó. Rồi, tự nhiên khoái mấy chị chứ không phải tự nhiên mình ép uổng nó. Tự nhiên tôi khoái. Tự nhiên bây giờ nha, em lại phái màu vàng nữa mấy chị. Họ mới mua cái túi màu vàng xong bây giờ em phái màu xanh bơ. Ồ em đang kiểu là giờ em đang là mặc bảy màu luôn á. Kiểu ba lô mà mấy chị tính đi ba lô làm gì mà em chịu mà đi chốt màu xanh bơ. Túi mà em gì màu vàng nghệ mà em chịu. Mà giờ em lại em phái màu vàng nghệ, màu xanh bơ, màu hồng nha mấy chị, màu hồng đậm, màu hồng lợt nha. Kiểu em thôi. Bởi vì con người ta làm như 4 năm thay đổi một lần hay sao? Chồng ngắn đang đeo 22 năm đi 50 ba. Ờ. Tự nhiên em khoát ngang vậy đó. Trời ơi đồ bông này 21.500 nè. Nó lộn chị ơi, nó lộn chiếc full. Hồi nãy là chiếc full 32 đó. Em lộn Lon ơi, bà gán đợi em 2-3 ngày đi Lon. Xả hoài em đau đầu quá, em bán 13 triệu nghe, xả lần thứ 5 giờ mấy chị. 21.500, bình thường bán 15, bán 13 năm mà bà vẫn bị bơm. À, rồi chốt đơn em 13 triệu. Ừ. Thiệt Thanh, tự nhiên mỗi ngày nó vậy á. Ê, nó dục dục cái đôi bông vô trong đó luôn rồi, dục thiệu tiểu lý phi tao nha. Không mỏng nha, có giác lòng đàng hoàng không mỏng. 27 triệu ai lấy đây? Rồi cái đó là gì quên đây? Mới dục vô gì quên rồi trời. Giờ bông 13. Ồ, cam 13 hết rồi chị ơi, không mấy hồi em đây bán lẻ luôn. Em sầu đời em lắm rồi. Gần 30 triệu nè. 13 toàn lý nè. 54D không còn hột não hết trơn á ông nội ơi, qua hết trơn rồi. 54D 2 giấy 70 em hết rồi. Ờ, không kịp đâu anh ơi, không có công em like chị nữa. 29 triệu nè. Chốt 19 năm nè, em xả luôn cho 18 năm luôn, chơi đẹp luôn. Không đẹp không ăn tiền luôn đâu này, mấy chị 18.500. 40 rồi mấy chị, em 40 rồi. Ây da, 13. Ây da, tôi bấm 15 nói xin lỗi bà nha. 13 toàn lý. Ờ, chuyện đủ rồi, tôi đi về cho gắn 3 ngày nữa tôi có ra. À, đẹp xuất sắc giùm em chơi 18 năm. Đẹp xuất sắc 18.500. Cô Ken xã 39 nè. Trời ơi, có đẹp quá trời luôn á. Lấy 3 khoảng 38 năm này con. 18.500 gái. À, nhẫn 27 triệu, cô Trang Xuân, bà chuyển cọc rồi. Chị Trang Xuân. Vinh ơi. Vinh. À, dạ, chị đi ngoại tình mà chị nói em nghe nữa. Chị nói Vinh đi ngoại tình bên kia mà vô coi xong quay lại với Vinh. Lá gụng cũng về còi chị. Ờ, chị Hiếu kìa, mới đi ngoại tình có 8 lần rồi đó. Đó là thứ tính chính em vẫn gan giọng vòng tay cho bà. Nhiều chị đi ngoại tình lắm nhưng mà em bình thường. Em biết luôn á chị, em biết đi ngoại tình luôn nhưng mà em bình thường lắm. Tại vì em suy nghĩ mọi thứ nó có duyên á. Tại vì mấy chị phụ nữ mà thích cái gì thì mua cái đó, thoải mái. Nhưng mà mấy chị cũng quay về em mà, không ai dưới thường em. Cái gì mà sầu đời á. Em bị bơm, em bị bơm. Dạ. Em có 22 tuổi rồi chị ơi. À. Gì hả? Kem su, tao đọc cu kem. Kem su. À, vô 36 được bà ơi, được. 15 xe 7 triệu 2 nè, bán tặng chiếc này cho 5 triệu, siêu trắng được luôn. Bông 19 triệu cháy, tay to đeo là quá ok tắm. Cháy, bông bự mà, cái đó tao bán nó ba mấy triệu á. Chốt 5 triệu nè. 22 triệu, 35 triệu là gì vậy? Đây, ní, 35 triệu là gì ní? 18.500 á. Giờ chốt nha, đồ bông nó ốm thử là tao lấy mất tiêu rồi. Rồi Gia Phúc 185 nè. Rồi chốt em 5 triệu. Phố không to mà bán có 1.5 triệu đó chị Phi. À. Đây bây giờ đi ngoại tình là đi ngoại tình, không có nói lý do. À. Đi ngoại tình là ngoại tình, không có nói lý do gì á. À, bây giờ cay đắng mặn nồng gì cũng phải cam chịu đi, gọi là hỷ chung. Còn ví dụ như mình đã đi ngoại tình rồi là mình đi ngoại tình. À. Chứ mình không có lý do, không có lúc sai gì trơn á Hiếu ơi. À. Đây gái. 5 triệu linh lê. Dạ, chuẩn bị lên chức mà nó chuẩn bị đẻ nó, tôi kêu xíu đẻ
tôi đi làm giống đòn băng di, cái tôi đẻ đứa trai đứa gái cho ổng nói bà nội ơi tới 60 tuổi tôi còn giữ con mòn thôi, tôi đâu chịu đâu nổi, em còn đẻ được mà mấy chị ơi. Còn gì con vậy hả? Thằng chị hai chị em từ giờ nó mê lắm. Nhìn à, lớp 1 mê mở, tại vì mấy chị ghiền rồi, xong mấy bạn này cũng sẽ ghiền theo nè. Xả lỗ không chịu hả? Trời, chiếc nhẫn này chuẩn bị lên nha, thọt cái tay vô lẹ nha. 5 triệu em hết rồi, 36, 7 triệu viên. Vô 36 được phút thôi. À, cái này giá chưa sale là 44 triệu. 33. Khách cô vú xả lỗ không chịu. Rồi, chốt đơn 32. Em cho mấy chị lời hết. Nhớ, tôi đặt 5 hồng, 5 trắng rồi bà. Mắc cười lắm, tôi tưởng nó bán hết hồng trắng. Chứ tôi đi mua hồng trắng 5 cái, 5 hồng, 5 trắng. Cái nãy bà thấy á, là nó xả cái màu trắng ra y thinh không? Xả ra y thinh luôn à. Thu quanh Trần Thị 32 nữa nè. Trần Bảo Quyên không kịp nè, em chào chế Nga nè. Hello chế Nga đẹp. Lên 4,5 hả? Được luôn nhưng mà tao mất tiêu rồi. Được cái em 32 không? Chiếc nhẫn này mắng 38 triệu 500 nè. Tấm thì to nha, vàng thì dày nha, nét như số này nha. À, nhận 4,5 54 sao 3,7,2,9 ly 10 ly được luôn. Được luôn mấy chị, 38 triệu 500. Có nhẫn 5 hộp 3 ly mấy chị. Dòng 37 cuối cùng của Thi Huệ Phạm chuyển chưa? Đợi một chút bạn yêu, đợi một chút. Giả không 32 chủng nó nhân tạo. 38 triệu 500 chị yêu Ken Su nè. À, 38 năm. Bông sòn 54 đó chứ. Có đôi sòn halo 54 này chứ. Rẻ lắm nha, 54 nước tri VS1 nè. Trời ơi, vỏ hộp luôn mấy chị ơi, tấm bự không? Em chốt cho 79 triệu 500 ngàn dùm em. 375 sao rồi con? À, đẹp rẻ luôn em nha. Bây giờ 70 mấy triệu mấy chị mua được có 4 ly rưỡi thôi. Mà tấm nhỏ nha. Cái này tấm to kìa mấy chị. À, tấm 2 ly rưỡi, 2 ly 6. 79 triệu 500 hồ con. Rẻ đẹp gái ơi. À, đều luôn nha, 795. Bây giờ tôi đi đâu tôi nhớ mấy con chó mà. Trong có nó tôi buồn. Mà khách sạn bây giờ ở đâu có cho đem con chó vô đâu. Khách sạn đâu có đem con chó. Học 4 ly rưỡi ha. 795 em hết rồi. Bình thường mấy chị. Ông sư không chạy xe đó chứ em đâu đi chung đâu mấy chị. Em đi riêng. Em sợ. Em sợ tốc độ. Leo lên xe mà Nam Mô Di Đà Phật giết ông sư ông không có chạy được. Chiều mà ông rước em về thôi đúng không? Là em lài đi. Ông chạy mà em kêu chạy 20, 30 không nó còn thua xe đạp nữa. Mà em niệm Phật suốt em chỉ được. Ê xe kìa. Ông nói ngồi yên cho người ta chạy đi trời ơi trời. Xay qua cái Nam Mô Di Đà Phật. Xe lại Nam Mô Di Đà Phật. Ông chạy không có được. Hai vợ chồng em đi, em không có đi chung. Chỉ có đi thì tới khách sạn ngủ chung thôi. Không đi chung. Sợ lắm. 50 nè mấy chị, 3 ly 9 nước ơ nè. À em chuyển cọc rồi, đặt cọc 2 triệu thôi Tâm ơi. Số tài khoản ở trên đầu nha, 2427 nha Tâm. Nè em chốt ra bông tay mấy chị, 50 em xả luôn 38 nè. Sợ lắm mấy chị, em xả tốc độ lắm. Em có đi đâu? Em mua về ai đi không mà. Trời ơi. Em hãy ra 38 tầng nè. À, lính của em rồi, lính chồng em rồi, em múc nó chạy không mà em đâu đi đâu. Em không có đi luôn đó mấy chị. Em mà đi ra là chú Di chở em đi đâu phải không? Là em đi chiếc xe cồn lắm, chú Di không chở em chiếc xe Honda thì cồn, mà chiếc xe hơi em đi cũng cồn luôn. Mà em đi gì cháu khỏe mấy chị, khỏi ai đi em, cháu khỏe. 38 triệu giùm em 50, em xe còn 38. Còn giá chắc là ngủ chung đó. Chứ không ngủ chung luôn là mệt. 50 em xe cho 38 nha. Dạ em mà rồi, 3 ly 9 kho lờ ơn. Không thích luôn Ánh Ngọc, nhìn không thích luôn. Không thích thiệt. Mấy chị hỏi em không thích lắm em thiệt nha. Nói chung là đi gì đi đó cho em có giấy luôn này gái. Em thích cái gì đó, nó nhẹ nhàng, không có gì nó sao em làm biến nó nổi quá. Bây giờ tự nhiên già cái bắt đầu mình thích cái gì nó đơn giản. Tình yêu Minh Năm giùm em là 38 mà hôm nay em coi mấy cái clip nào mà em thấy ông thích Minh Tệ đó chị. Tự nhiên có cái clip á, mình nhìn ổng á tự nhiên mình rớt nước mắt á chị, tự nhiên nó khóc một cái mình không ngưng được mà khóc cái kiểu hùng hụ luôn. Nhìn mình thấy tự nhiên ông vợ ổng nhơ ổng nhắc mà ổng xương không à, mà em nói trời ơi tu mà không yên.
có cách nào trả lại cho ổng 2-3 năm trước được không? Cho ổng đi tu, cho ổng thoải mái, ổng nhẹ nhàng. Hồi đó ổng đi ung dung rồi ha, ổng khoan thai, thí dụ đồ ăn không nhiều thiệt, nhưng mà em thấy ổng cái nụ cười ổng thoải mái như giờ. Em thấy ổng cái kiểu là kiếp nạn của thầy, biết sao thầy vượt qua được cái gì mà đông quá trời đông mà ổng mệt mỏi không ăn ngủ được. Thầy bây giờ muốn trốn đi nha, nó còn hơn mấy con nợ nó không trốn được, mấy người trốn nợ trốn được. Thầy bây giờ muốn trốn YouTuber, muốn trốn mấy bạn tập không trốn được. Nhìn thấy ổng tội nghiệp. Trời, thích vỏ. Thích vỏ mà cũng không xài. Trời, em cũng ngáo. Bà Tám em chối chiều nào rồi? Tự nhiên em nhìn ổng thấy cái tội nghiệp vậy đó. Trời, ổng tu nguyên hay sợ. Nè, em bán ngay đâu này mấy chị luôn ha, 12 triệu. Nhận em 36-39-4 ly thôi. 20.400.000. À, vỏ bông em chốt mấy chị 12 triệu một đôi duy nhất. Mày xả hoài tao like, đồ xả hoài tao like không tới đâu đồ hết trơn á. Không tới đâu đồ. Rồi 11.500.000 chơi luôn nha. Nhận em một nhỏ thôi. Chị nói chị mới nhận. Một năm tình yêu Kiều Thanh. Nó nhỏ lắm, chị hỏi cho lỗ 5% được. Ờ chị lỗ đi. Mới nhận là mấy ngày rồi mới nhận? 19 tháng 5 tới nay. Chị gửi về mà bưu điện không nhận. Rồi chị em đi. Một năm chế có đeo hả? Rồi Thanh giùm em nè. Rồi bông này những nhỏ dòng full sòn ấy chứ. Rồi đâu này của em đeo nha, đi cho em hay đeo nè. Khi nào chốt em chốt cho 28 triệu. Tích đẩy nha, bình thường mấy chị em đi cho em hay đeo không? 38-33-32 em chốt cho 27 thôi. Đồ em đeo á, sòn tích đẩy to đùng nha. 28 triệu. 11 năm cho nên lộn. Phong bự nhất 28. Thôi xin lỗi bàn xã lỗ 28, nó lộn 27. 28 nha, Hạ Nguyễn nè. À, xã lỗ không chịu rồi đó. 28 chút đơn. Chị Vinh xã không cho lỗ ha. Tiêu chị Vinh quá. Rồi 30.500 nè. Chị Vinh xã không cho lỗ phải không? 389. Rồi em chốt cho mấy chị luôn 29 triệu chiếc nhẫn này. À, nhận em 4.5463. À, 11.500 em chốt cho ai rồi? Không còn chứ. À, đặt nhẫn cho chị rồi Hiếu ơi, đặt rồi chị Hiếu ơi. Thôi chữ nhật chút xíu nha, vuông nó xấu lắm nha chị. Chữ nhật chiều dài quay chút xíu, nó như hình chữ nhật đó, nó gì nè. Chứ không thể nào vuông giống như cái lắc, nó sẽ không đẹp. 30.500 em chốt cho hai chứ. Nhận giùm em 4.5 ly, 5 ly, 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2 nè, bên hông Minh Trang. 29. Rồi em chốt tình yêu Mỹ Duyên. Em để sao cho Hồng Nguyễn. Rồi. Chốt tình yêu em hết. 29 em hết nha. Rồi, ni tai 50, 51, 52, 53, 54 chỉnh đi được. Bụp mấy bà luôn 42 triệu con này. Xả bơm luôn 42. Dòng gắn full không có chứ, có mặt trên mà em hết rồi. 55 cái gì chị chỉnh sửa cắt ni đi. 50, 51, 52, 53, 54 gì con? Tính chị 15 nha con. Nói chung ví dụ vàng vàng mình không bao được. Kệ đi, nó gãy ra nó mua đồ mới theo cho đẹp. À, 18, giờ không được đó, bán nguyên xe đó chứ. 29 em mất rồi. 42 triệu. 42. Nhận 4.5463-72. Đây cũng lâu rồi mà, gãy đổi khác chứ mấy cái bông bông mà. Kệ đi mà. 24 triệu em sell cho mấy chị luôn, giá 16 năm nè. Trời ơi, bông này em bán quá rẻ luôn, em bán lỗ nha. Không có quỳ vốn gì trơn trời. To đùng luôn em nè, em bán 16.500. Em không thể nào tưởng tượng được giá này luôn đó. À, em không thể nào tưởng tượng giá này, em giảm dữ lắm rồi này gái ơi. Cái này cho si trắng giùm chị đi Linh. Cộng giống này si trắng cái đẹp nè, hồng này em đẹp. Tùy cái kiểu. Thôi 16.500 lý mộng tiền, đừng xả nữa mấy chị, đó đó xả lần thứ 5 rồi đó. Xả nữa là em để bán lẻ luôn nha. Rồi có mộng tiền trước nè con. Rồi tình yêu Nguyễn Kim Nhi nè. Rồi chuyển giùm em đi tội nghiệp em. À, quá trời lỗ rồi.
Em chốt ở bông ghép 25 triệu luôn nha. Nhanh còn chậm mắt giùm em. Ghép này giống như là hột khoảng 3 ly không đó mấy chị. Trời, 3 ly mấy không, bán 25 triệu à, siêu lỗ luôn mấy chị. Người ta bán cái này mà hột 3 ly mấy triệu này. Em bảo đảm mấy chị không dưới giá 40 triệu. 3 ly 6, 7 triệu 1 viên, 2 viên ta 14 triệu. 2 viên 14 đi yêu. Bán xả lỗ 10% luôn á. Em chốt mấy chị có 25 triệu thôi. À, nè, ghép luôn mà em này. Lại tìm mua được cái giá sale không hả? Dạ, ít hơn ít, không không được bằng. Dai si cũng được sale nhưng mà nó không bằng like đâu. Like nè, sale rồi xả gì từ lơ 3 ký. Dòng tay 150 triệu nè, 155 triệu sale 25 nè. Sao cơ? Thôi trả tiền đủ, khỏi đổi lại hết, trả đủ. Đây mất công đổi về đeo vàng đai nữa rồi. Cái mai mốt lên đổi hoài chị đâu chịu được. Trả đủ ở trong cái đơn chị đi. Rồi nói chị là cái vụ vàng đai với lại đeo đồ mà gãy. Đeo lâu gãy là bình thường chứ không lẽ mỗi lần gãy mỗi lần vàng đai là lên đổi hoài gì được. Trả đủ tiền lên cho chị đi con, khỏi đổi con ơi. Thông cảm giùm chị đi. 11 triệu 515 triệu. Cái vụ mà vàng đai vàng ơi. Với lại mấy chị ví dụ như đeo đồ có gãy này nọ, mình đeo về nhà mình đi dướng bao tay. Ví dụ như em giao cho mấy chị đeo bữa hai bữa ba bữa thì có thể là nó ở tại tiệm làm. Còn này mình về mình đeo mấy tháng mà ví dụ như vậy ai cũng vậy hết rồi. Em đâu có tiền để nuôi lính mấy chị, cho nên thông cảm giùm em. Chứ mình cứ nghĩ cho mình hoài, ai cũng muốn lấy cái tiền về cho mình hết rồi. Tiền đâu nuôi nhân viên, tiền đâu đóng tiền điện mấy chị. Mình đeo đồ cũ mấy tháng trời rồi chứ phải mình đeo ba ngày bảy ngày đâu mà mình cự người ta hoài gì được. À, mình cứ muốn lấy đủ tiền cho mình không mà, mình muốn có phần thiệt bằng thắng gì mình không mà. À, thì làm sao mà người ta thấy được. Mình đeo lâu rồi chứ đâu phải mình mới đeo đây. À, trời ơi, nhưng mà đeo mấy tháng trời chứ phải là ba ngày bảy ngày đâu mấy chị. Rồi giờ em bắt em cho đổi dù vài bữa vàng nữa hay làm ai mà cho đổi được. Em chốt cho mấy chị luôn cái giỏ vòng sòn 115 triệu. 155 xe 30% nha. Nhận giùm em 3 ly 6, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3. Trả tiền lại cho cô đi không. À, rồi bây giờ mình chốt được bông tai đẩy nè mấy chị gái yêu. Model cực kỳ luôn nha. 46 triệu 200, em sale còn 35 triệu. À, đây bây giờ chơi đẹp cho mấy chị luôn. Đây đó, 35 triệu bông hai vòng luôn em. Mình phải hiểu cho tiệm chứ, em hỏi mấy chị nhiều khi bây giờ đồ nó hàng laser hàng ấy không à. Nhiều khi mình đeo có xúc hồn xúc bơ thì mình nhận nữa thôi chứ mình bắt cái gì mình cũng không chịu hết rồi sao được mấy chị. Dòng em đang đeo đi 50 ok, gái 115 á. Rồi bông tay 462 em chốt cho 35 triệu luôn. À, nhanh còn, chậm mắt giùm em. 35 triệu. Rẻ xíu luôn mấy chị ơi. À, rẻ xíu. Rồi em chốt chiếc nhẫn luôn với chị, sòn luôn nha. Chủ sòn luôn. 115 là chị đau lỗ ha. Lỗ của nó gái, 115 là chị đau lỗ rồi đó. Chủ sòn 4 ly 1, em chốt cho 19 triệu. 19, giỏ hột luôn em 19 triệu nha. Tính em 114 nha Mỹ Duyên yêu. Nếu chị lòng trong nè, lòng trong có giác lòng đồng tiền luôn em. 19 hột 4 ly 1 nha. 4 ly 1, 19 triệu. Rồi chốt đơn 19, 114 nha Mỹ Duyên ơi. À, xã Nguyễn Hồng 29 này con. 29 em lên lại chứ khác với mấy chị cái Nguyễn Hồng chị xã nữa. 29 triệu. 4 ly rưỡi D 2 giấy nè. Em chốt viên này mấy chị giá đặc biệt luôn 24 triệu. Không có giá này cũng có 1 viên 1. 4 rưỡi D 2 giấy. À, một cái kiểm định da, một cái kiểm định BNG. Đẹp luôn em. Đó, quá đẹp. Rồi bây giờ mình chốt đơn cho 24 triệu. Dòng chi? Rồi cái giỏ dòng này tới 155 bán còn 114. 155 còn 114. À. Rồi xả bông 45 đúng không? Dòng 114 mới được nha, chị 110 cho mới không được. Rồi lấy bông 45 bị viên bông giật nước nha. 114 nghe nói yêu, chứ nó mắng mắt em đâu. Mà chính em mắng lỗ giống thiệt. 116 giống á. Tại vì mình ấy khách là 25 rồi.
Rồi, chốt đơn cho 114 chị. Rồi, Mỹ Dinh chốt đơn 114. Rồi, lấy dọc, lấy bông 45 đi. 24 tình yêu Nguyễn Văn nè. Rồi, Duyên Lê không kịp. Rồi, 29 triệu nè. Rồi, chiếc nhẫn này 38 9 nha. Xe 30 triệu 500 nè. Em không có cho khách xả lỗ mà em lỗ nha. Em bán 29 triệu. Đẹp quá trời luôn, nhận em 4,5,4,6,3,7,2 được luôn. À, rất inbox của tình yêu Hồng Đạt phải không? Ok gái. Rồi, chốt đơn em 29. Ở đâu ra nhẫn này 3,1 mấy chuyện dày lắm. Vàng cầm lên nặng trịch vàng đặc luôn á. 29 em ơi, không bán được giá đâu. Chị đã lỗ lắm rồi, tội nghiệp chị. Nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi đi ơi. 114 em hết rồi. 29 em chốt tình yêu Trúc Vi. 24 em hết rồi đấy. Xả lỗ 1 triệu không? 5 ly 4 nước hắc. Rồi em chốt chiếc nhẫn này cho mấy chị luôn, 68 triệu. À, khách xả lỗ 1 triệu, 77 triệu xe 10%. 69 triệu. À, nước hắc nha mấy chị, nguyên con về luôn 68 triệu. 29 em hết rồi. Chú tình yêu Trúc Vi rồi. Những nam nước hát mà 2V nha. VV F2 bé sẽ lần viên này nâng luôn. 60 tặng hình như cái nhẫn này bọn em bớt. Bạn đó 66 triệu. Em chịu 66 triệu. Tại vì em không lấy em chịu lỗ. Lòng trong luôn nè. Đẹp luôn mà em sầu mấy chị. 66 triệu nguyên con nha. Nam 66. Có gì báo em. Ô mẫu ơi, sao cái này dục vô đây là gì vậy? Có hột nấm đâu không mẫu? Sao chị thấy cái đường tự nhiên đưa cái hột nó trong đây mà không thấy cái hột kia chân. Có rớt cái hột đâu không? Mở ra coi có nằm trên kẹt không? À, hột cô lấy cái vỏ thôi chứ. Rồi chứ lấy vỏ em không bán vỏ không? Vỏ không là 43 triệu rồi chứ ơi. 42 triệu chứ nha. Vỏ không 42. 66 bản to lắm chứ. Bản to cực kỳ. Bản 1/4. Vỏ này mấy chị vô 63 cũng được luôn em. Mấy chị mua có hộp không là bán khoan để em bán lẻ đi rồi sau em bán hộp. Hộp không em bán 26. Hộp không 26. Vỏ là em bán 42. Cái nào chị? Trong cái kiểm định. Sao chị không thấy cái gì vậy? Nhẫn như chân chọi của chân. Trong cái thùng bơm em đưa chị. Rồi hộp là 26 nha. Vỏ là 42. Không chị ơi, giá đó. Nước hắt không có giá này đâu chị. Rồi bông tai em đang đeo 46,2 em sell cho 35. Nga Lê rất đẩy Nga Lê tay lắm, bự. Đẩy Nga Lê tay. Em mang cái vỏ trước đi mấy chị, ưu tiên lấy nguyên con chứ. Ta làm biến gỡ. Vỏ 42, vỏ to đùng nha, bản 1/4. 42 chị lon đổ coi. Rồi em lên mấy chị luôn nha. Bốn cánh này nè. 18 năm nè. Bán rẻ lắm nha. Đôi này em chốt tặng cho 10 triệu đôi này thôi. Đẹp rẻ luôn. 10 triệu đôi này đứt đẩy nha. 4,5 hồi nãy nước cái viên đó em chốt cho tình yêu Nguyễn Văn chị, 29 triệu là chiếc nhẫn nha. Có chừng chị lộn nha chị gái. Rồi dạ, bông sòn luôn em 10 triệu. Sòn chốt luôn em 10 triệu nè. Chị cái đó nãy là chị chốt cái nhẫn á, còn cái hộp là chị Nguyễn Dân chị chốt rồi. À, chị lưu ý giùm em có chừng nó lộn nha. Chị biết con gái rồi ta. Vỏ bốn nhẫn nam 42, hộp là 26. Rồi chốt cái vỏ nè. Rồi con đưa ra liền đi con lộn luôn. Vỏ 42, vỏ to đùng, hộp là 26, nước hắc 2V. Hôm nay bán giá này, ngày mai bán giá này đâu nghe mấy chị nghe. Rồi em chốt cho 10 triệu. Rồi, đích đẩy giùm em nha, 10 triệu, 10 triệu.
10 triệu. Rồi chút đờ mẹ nhắn nam với nó hộp em hết luôn rồi mấy chị gái ơi. Rồi em chốt cho mấy chị luôn 30 trời cái này rẻ quá mấy chị ơi. 55 triệu sale 375 nè. Rồi bữa nay em xem mấy chị luôn 36 triệu 500. 36 triệu 500 nghìn. 10 triệu cho tình yêu Mỹ hả? Giọng đang mang 42 triệu và áo dài Tuyên Cường ơi. Cái hộp này chốt hộp 26 triệu là Nguyễn Thu Phương nè. Trước đó chị có chốt cái gì đó con? Không có xả gì không báo mình lo là cho người khác nha. 55 em sale 375 nè, em chốt đơn mấy chị có 36 triệu 500 thôi. Ta lỗn chịu cho mấy chị lời luôn. 126 chốt cho ai à? Anh Trần Nghĩa. Rồi bây giờ chốt đơn 36 triệu 500. 36 triệu 500 nghìn. Rồi em lên tặng này chị nào comment nhanh thì bà lấy nha. 10 triệu của Mỹ Hạnh. Chứ nhẫn 36 triệu luôn. Rồi chị nào comment nhanh này chị đó hướng. Bàng hoàng luôn nha. Rồi Diễm Nguyên 36 nè con. Sửa lại 36 đi. Ghi bọc là 36 đi. Rồi mấy chị ví dụ mà đai vàng thì mình đeo về nó có hư hao thì bên em hỗ trợ làm lại cho mấy chị như mới. Tiền công này nọ thì không lấy mà tiền nước si thì lấy tại vì nước si nó mắc. Còn như cái hệ như mà đeo xong mà cứ ví dụ vàng đai mà cứ quậy vô vàng đai hoài bên em không giải quyết được. Thông cảm giùm em nha mấy chị. Rồi bây giờ chốt đơn này luôn chị luôn em bán tặng nha. 12 triệu 200 nghìn. Rồi em tặng cho 50%. Em xả ra lỗ rất là nhiều nha. Em chốt cho mấy chị luôn 6 triệu 1. Chị nào bỏ lỗ uống em. Ai comment nhanh có đơm em dây mới luôn. Em sòn. Cái viên nhảy nhảy là sòn luôn em ha. 12.2 đang sale 50. 36 7 triệu viên chị. Chị đặt cọc giùm em 2 triệu đi rồi nữa chị. Chị cứ gửi cái gì đó chị gửi. Rồi 6 triệu 100. Em tặng cho 3 món 50 á. Tặng 3 món 50. 15 triệu nè. Em tặng cái dây này cho chị 7 triệu rưỡi. Cái dây này chị công dày lắm nha mấy chị. 15 triệu còn 7 triệu 500 nghìn. Lên cổ quá dễ thương chị nào. Cái này nó có ngắn dài gì ok cũng được luôn em ha. Rồi 6 triệu 1 em để em chuẩn bị kéo nè. Dạ lâu lâu phải xi lại chứ tự nhiên vậy rồi chứ không chịu cũng là nghiệp em. Rồi em kéo nha, em 6 triệu 1 trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi Nana 2, 6 triệu 1. Rồi tới 7 triệu rưỡi giùm em ha. 15 triệu còn 7 triệu 500 ngàn. Mấy chị cái dây chuyên công này rất là dày nha. Rất là dày luôn em. 15 em chốt đơn 7 triệu rưỡi, 6 triệu 1 có người mua rồi. Đọc giùm cô đi gái. Em gái miền quê ơi. Rồi 7 triệu 500 dùm em, 36 triệu là chị Diễm Nguyên chốt rồi. Rồi em kéo nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi Việt Hiếu Nghĩa 7 triệu rưỡi dây. Việt Hiếu Nghĩa. Rồi ok là rồi em chốt nè. Đai hồng, đai trắng 50%. Em chốt cho 5 món 50% lẻ nha. Mười chín nhân 50 bông ghép sòn em chốt mấy chị đâu này 9 triệu rưỡi. 9 triệu 500. Chị em có bỏ cái cột nó bự ở ngoài nó có cái cột đó anh chị. Nó món ở lại gì cái hộp không rồi chị không thấy đó chị mới kêu ấy chứ nè nè em coi ơi. Này 9 triệu rưỡi hai đôi nè. Chị không thấy đó chứ, chị thấy nó bị mất đó, chị mới kim em đó. Rồi 9 triệu rưỡi ai đầu tiên, trời ơi gì dữ vậy, khoan. 9 triệu rưỡi Thủy Tiên nè. Chị không thấy chị mấy em nữa chứ. Rồi 9 triệu 500 em chốt chai đây. Thảo Lê nè, em hết nha. Không có cọc hả? Rồi 13 em sale còn 7 triệu nè. Anh
máng cho nó muốn lên đường, 3 ly mấy luôn mấy chị. 13 sale còn 7 Tiffany. Quá dễ thương. Bông đang đeo là 35 này chị. Tường Nguyên nhìn gì giùm em đi chị, đẹp lắm ạ. 7 triệu 3 ly 3, 3 ly 4. Thi Thị Nguyễn ha. Rồi chuyển giùm em nè hết nè. Một món đó thôi nha mấy chị. 11 năm nè, xe 50 nè. Chốt đơn em 6 triệu. 6 triệu giùm em, 11 năm. Nè cái này hiệu gì mà tôi không biết hiệu gì đó, nè nó hiệu đó. Chứ mà cá ly thi ba đu gì đâu nghe, nè. Dễ thương giùm em 6 triệu. Rồi mấy chị chuyển giùm em ấy. Rồi em qua chương trình nữa đó nha. Rồi 6 triệu giùm em chốt chai đây. 6 triệu, 6 triệu. Rồi bây giờ mình chốt cho mình nail lavender quỳnh. Rồi chỉ giùm em 2 triệu đi nữa. Hết rồi. Rồi bông tai sào giùm em 4 ly rưỡi. Một cái là nước ép BB Swan kiểm định viên riêng, một cái nước D nha. Hai viên này, viên màu đen, viên màu ép. Đâu anh ấy? Hello. Không có đi đu xe nghe chạy. Mặt đâu nắng đen thui đó, bịch khẩu trang vô đây nè, khẩu trang nè. Xấu xí rồi ấy. 6 triệu lavender vậy đó, ní em. Đâu này là rẻ, tao nói hồn sức của giáo may nha em nội. Nè, một viên nước D. Viên nước D nha, VS1. Viên nước F, VVS1. À, ai bỏ lỡ là uổng nha. 58 triệu 500 mà sale tới 25% lần. Chốt giùm em 43 triệu 900 ngàn giùm em. Trời cái giỏ nó to mấy chị. Hai cái hộp này bây giờ mua trên 50 triệu rồi. Rồi chốt đơn cho 43 triệu 900. Tại vì giờ đi chơi chung trai không có tổng sợ. Này nè đó, 35 triệu lại này, 114 triệu Mỹ Duyên chuyển cho con. 439 bà là Lim Lim nè. Ai hả? Thấy không? Mấy cái tôi đâu nghe, thấy chưa? Tôi không kiếm nó là mất tiêu rồi đó. Rồi 43 triệu 900 bà Lim nè. Ok bà Lim nè con gái. Em gửi miền quê. Rồi cho 5 triệu đây. Rồi 35 triệu chị Nga Lê nè. Nè con 35 nè. 439 thả tim cho đi cái gối chân nè nè. 35 bên đây. 439 bên kia. Nhẫn nam hết trơn rồi. 439 để sao tình yêu kỳ văn đi. Thường thường mà để sao có nhiều bồ bắt đầu mới chuyển liền. Sợ lắm, sợ mắc bồ. Rồi 439 nữa. Bông trái tim 16 năm 50 nè. Chốt đơn là bông mà chỉ mấy chị luôn 8 triệu nè. Sòn nghe mấy nè. 8 triệu. Full sòn luôn mày bán 8 triệu. 439 em hết rồi. Sao nó ha. Rồi bán 28 triệu. Giá lịch sử không bao giờ lặp lại. Rồi 8 triệu em trước tình yêu Selena nè. Hàn Quốc thôi gái. Hàng gió đá cũng có đi luôn gái ơi. Ok. Rồi 8 triệu. 28 triệu. Không đặt được cũng không làm gì được chứ chiếc nhẫn kiểu này. Em bán đầu 2 đó. Nhận em 4,5,4,6,3,7,2 luôn em 28. 4 ly rưỡi nước ép VVS1. Viên này medium nâng luôn nha. Đó. Rồi em chốt viên này cho mấy chị 42 triệu. 28 triệu trời ơi giá nó bàng hoàng nha. Bàng hoàng nha mấy chị. Rồi em chốt cái tình yêu nào đây. Chị Hai Thành Thuận nè. Rẻ thôi. Tan nát xương nhó mây. 42 triệu giùm em 5 ly 4. Nước ép VVS1. Trương Cẩm Nhiên. Ok ok để cho chút xíu. Trương Cẩm Nhiên đợi. 8 triệu là của anh. Gì? 8 triệu nữa ai chốt rồi đó. Ai chốt 8 triệu mấy nấy. Quên rồi. 42 triệu luôn em, một giấy bi hình dí. Một giấy bi hình dí. Đẹp ngon luôn em, 4228 ai lấy rồi chứ. 28 ai lấy mắc tẹo rồi.
mắc tiểu là mắc tiêu đó. 8 triệu có ai nít nào vô chưa mấy bà ơi? Hello, it's me. Bà Hy bà xã 7 triệu nè. Lấy 7 triệu ra. 8 triệu chúc đại cho người khác đại nha. À, rồi Trang Thúy nè, 8 triệu tin nhắn kia mới vô ai rồi. À, 7 triệu là chốt cho Phan Trọng Nhân, bà thang cái gì thi bà xã đó. Chốt Trọng Nhân nha, chính như hết rồi. Rồi hộp đó ăn 42 triệu đó. Ê là kỳ lắm á, 42. Sony Tommy, ê đa bằng có một đầu duy nhất nha. 30 củ là giá đâu, ok, hộp cái 2 ly rưỡi. Ê đa bằng có bán cái gì? Bún chả không? Sao bà nó làm như bà giàu vậy? Một tháng bán con ngày một cái trời phạt. Bánh bao? Bánh bao bán nghỉ luôn rồi. Rồi bán này bán gì? Bán mấy cái chanh lụa bò chả bò được. Không, không ăn chanh lụa. Kêu bà làm bún chả ra anh coi, bánh bao coi, trời trời, bà gì ngon hả? Bà làm mấy cái dễ làm không á nha. À, rồi em chốt đồ bông này mấy bà nè, giá giật mình tái xỉu nghe, 30 nè. Em sale cho mấy bà chỉ có 20.500.000, em bán mà em hú vía luôn. Nhìn cái đít bông nè mấy ông nội, xe của nó xe có 9XL luôn em, cái mẫu bông hoa tiết cực kỳ đẹp luôn em. Là có 500.000 bạc, 20.500.000. Rẻ quá mấy chị ơi, phơm bự lắm á nè. Nè nhìn sao luôn cho em nè, 20.500.000, đẹp rẻ trắng tươi to đùng. Thằng này là màu hồng xi trắng nha mấy chị. À, 20.500.000, 15 triệu xe 10 triệu, 42 triệu ế. Xoàn đi to 8 triệu em hết rồi. 13 năm dây ống sòn em xe 10 triệu. Đẹp quá luôn nè mấy chị, trong ngoài cũng đẹp, nãy màu hồng cũng đẹp, màu trắng đẹp nha. Hồng không đẹp, trắng đẹp giùm em rồi đó. Quá em sợ, full hộp, full nóng luôn nha mấy bà. Chị xả 18 năm thôi gì chị? Lấy 20.500.000 xả 18 năm phải không? Nè con ơi xả 18 năm đi con gái ơi. Mấy chị ơi, em không phải bán máng xối đâu, đừng có xả nữa. Tội nghiệp em. Chưa tới mùa lũ mà. Đây 20.500.000. Bảo ok dễ thương không? Vô bà sao được đó bà ấy. Bán ế à, ế bán sao 35 hả? Là gì ạ? À? Đừng nói ế ế kỳ lắm. À, bà Trang thấy xả 8 triệu nè. Rồi dây đó chốt cho 9 triệu 9 đây cho số đẹp nè. Dây ống nè. Rồi nhắn đinh nè. Trời ơi mấy chị về 10 chí. Đợt này em về tiếng ly rưỡi ly 6 mà về rất là dày. Vì đợt trước đeo nó cực kỳ là dễ gãy. Nha, 18 triệu 500. Em có đủ đi tay đi 8 đi 9 đi 10 đi 1 đi 2 đi 3 đi 4 đi 15. Em chốt cho 12.500.000. Hana hả? Đừng có nói ế, nó vắng á. Ế nghe buồn. Vắng không buồn. 9.900 nó vắng đưa cho con chưa? Ê đôi bông nãy bông 439 mà mi mi lim lim trước nè, chị nào sao thì văn sao nè. 12.500.000 dày nha. Good hả? Anh ra nước ngoài gì good là anh nói khen dèm tôi đẹp hay là anh nói tôi đêm? Không thấy anh cầm anh beautiful night đi lại biết em đẹp nha. Có ví dụ như anh khen vàng đẹp là anh ghi là good beautiful night đó, kiểu kiểu vậy đó. Ông biết cái Việt Nam nó quỷ thế đâu, trời nó khùng cái gì. 12.500.000 đi 15 hả? 15 hả? Cái cũ nó chốt mà đâu còn đâu. 15 là ok. Lên Bạch Kiếm hả? Từ từ em lên mấy chị chứ. 3 giờ em lên. Giờ em lên xong làm lên liền chứ em đâu dám nghỉ mấy chị. Nằm xuống cái giọng là em bị cái giọng nó hết á. Kiểu cái giọng nó có ma lực lắm mấy chị. Nó hết em xuống. Nó không cho em ngồi vậy cái em cái kiểu em bị làm biến. Không đặt được em bán lỗ mà. 12.500.000 đi 15 được. Mỹ Hạnh có tin nhắn Mỹ Hạnh. Là lắc to to. Ê có lắc này bán xả nè. Nhỏ, mua lắc này nhỏ. Xả lỗ lắc nè. À, chốt đơn cho 79 triệu. 79 full luôn rồi dinh luôn. À, xả 33 đặt lên được. Bán lỗ mà đặt gì? 9 triệu rồi bán lỗ mà. 9 rồi bán lỗ. Linh ơi cái này em xi trắng anh chị Linh. Có nhiều mã xi trắng mới đẹp.
để trắng không đẹp. Siêu trắng. Bên con bữa một nhận em 4,5,4,3,3,7,2 79 triệu nè. Ở full đa hột luôn mà đầu 7,79. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn đó mấy ní. À, cắt bớt em sẽ bớt tiền nha bà nha. Giờ trước mắt là cái ni nó khoảng ni 54 trở lại nha. Cắt bớt em bớt cho chút xíu. Bà Tường Nguyên lấy đi chị đẹp, chị đẹp đi gan chị á. 79. Có lên bạch kim á. 2,5 lên bạch kim 2,5. 3 giờ mấy chị đi ngủ em đi. Xuống cái em mà. Bây giờ điều điện cái. Nhẫn 28 cọc trương ha. Bông 7 triệu 3 nó nhẫn 28 nó đã cọc chưa con? Bữa nay la quá mấy chị cọc nhanh nhanh này, bữa nào la ít ít cái mấy chị không có cọc. Mấy chị để đó hoài vậy đó. Nào cái em la lên quá cái mấy chị cọc. Đâu này em mới thấy trong đời luôn nè. Đẹp quá trời luôn nè. Đôi bự đẹp luôn. Em chốt đơn mấy chị 18 triệu 500. 28 năm. Quýt là giỏi ha. Ừ tôi biết thôi. Vậy là không phải trang đẹp hả? Trời ơi tưởng anh trang đẹp. Anh giỏi thì bình thường thôi. Trang đẹp đi mới thích chứ giỏi là bình thường. Đây. À, nguyên một đôi này mẫu cực kỳ đẹp luôn em nha. 28 triệu 300. Ờ như cái giờ 3 giờ nó không có nhắn tin như này đâu chỉnh đi được gái. Đi số 8 với số 15 được. Rồi em chốt đơn cho 18 triệu 500 ngàn dùm em nè. Đít to nha, lòng trong giác lòng nha, tấm thì trắng nha. Nét, tao nói nét dữ lắm nét nha mấy bà. Nét lắm nét. Rồi 18 triệu 500 ngàn dùm em. 185. Rồi cái dây này em tặng mấy chị luôn nè. 14 triệu sale 30 nè. Em chốt dây này cho 9,8 triệu. Em chuẩn bị em lên. Rồi bông tai. Rồi bọc luôn 18 triệu bông tai nha. Phân bự luôn em 18. Hết luôn nha mấy bà. 18 cũ. Em chốt cho 18 ghẹo quá mẹ em bị ế. Rồi dây 14 em chốt cho 9,8 triệu. Xì trắng một kỳ la luôn mẹ. Thôi bán 9 triệu luôn nha mấy gái em xinh đẹp. Diễm Nguyên xã 36 kìa. Con bấm cô Trần Dạng tới coi. 36 cô Diễm Nguyên xã kìa. Con bấm cái tên chữ Trần Dạng nó lấy ha. Nhận nó 55 triệu sale 37 năm khách xã lỗ đó. Rồi em tặng dí em trong đó có tiền của em luôn á. Rồi dây em ha. 14 em chốt cho 9 triệu. Xì trắng được luôn, chốt cho Mango Litten. À, đặt lại 29 em không không đặt được 28. Rồi nhắn đinh mắt mua cho 12 nè. Bông khoen bật thì nhặt giùm em từ 3,6 tới 5,4 được. 36 tới 5,4 thôi. Hộp tới 2 ly nha mấy chị. 32 củ 500 á, em chốt cho 27 triệu. Nguyên một đôi bông mai ha. À, này mấy chị. Em đeo lên tay cho mấy chị coi. Có nhiều chế không có đeo được đít đẩy á. Mà đít bóp đâu này là cực kỳ có duyên luôn nè. À, đó 27 triệu. À, chốt sòn xi trắng tặng luôn đi. 12 triệu. Rồi xả 9 triệu 9 mông tay có không. Rồi lấy là 12 đang đeo. Chế hỏi đi chế hỏi Du Lê tôi nghe nè ní em. 12 nhẫn đinh vô cho chế xinh đẹp nhẫn đinh. Bông đang đeo là 27 triệu. Hộp 2 ly nha, nhận em 3 xạ. Nhận giùm em là 3,6, 3,9, 4,5, 5 ly. 54 được luôn. Đó, có duyên cực kỳ. Có 27 triệu thôi. Đó, em chốt tình yêu hồ cô. Vậy 9 triệu em chốt cho tình yêu nào rồi? À, mong mong gì đó. À, Lingo gì đó. Rồi 27 triệu. Em hết. Rồi em có chiếc duy nhất cái kiểu này cực kỳ đẹp nha. 46 củ. Chốt 35 củ. Ừ. Chị nào bỏ lỡ tí, nhìn chiếc nhẫn này đẹp em bán hàng 35. 27 triệu chiếc bông tình yêu hồ cô. 27. Rồi dây này bán luôn cho 9 triệu luôn nè. Rồi bây giờ bán luôn cho mấy chị 9 triệu. Ống này là full sòn luôn nha. Nhưng mà thật sự cái màu này ban đầu là màu hồng. Mà màu hồng cũng đẹp để dinh si trắng. Để dinh si trắng nha mấy chị. À, quá đẹp. Chị lấy cặp hộp kia chị đổ qua này ha. Chị là em chốt cho 25 triệu viên hay viên 50. Là lấy đầu hai lô đó gà. Chị hồng cô quá con. À, con bán cái viên tụng nước nước tri đó. Viên 25 hay viên là 50. Cộng với cái vỏ đó ha. Rồi em chốt cho mấy chị 35 triệu. Hay muốn sòn. Chị chụp cái đơn chị gửi qua cho em ha. Nói sòn mấy chị mua đâu bán đó nó có giá ngon ha. À, nó khác với bạch kim. Rồi nhắn đinh em đang đeo. Ờ à, Thanh ơi.
cái gì Bích ơi, Ngọc Bích ơi, chị không còn đặt được cái giá của cái Thanh như vậy được, không đặt được cái 27 triệu em có này không, chị đặt không được, nó đặt sao là 33 mấy thôi, thông cảm giùm chị nha, tại vì Thanh nó buồn rất lắm á, mà tại hình nhìn thì nhìn nhớ ở đâu á, nhưng mà tới lúc Vinh lên như lại không nhớ, nhẫn đinh đi 15 có nó nghe. Rồi cũng vô nhẫn đinh cho tình yêu á, tình yêu Ngọc Châu Trần đi coi. Ngọc Châu Trần nhẫn đinh 12 triệu, rồi nhẫn em đang đây là 35 triệu, 35 ni tay nào cũng được mấy chị, nhận em 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2, 8 ly 9 ly được luôn em, 35 chốt đơn 35 nay đặt đầu tiên ha. Như vậy chứ phải gửi đồ về cho em coi rồi chị gái, phải gửi đồ về cho em coi rồi nó sao mới được, chị gắn liền tôi còn một cọng màu hồng 48 triệu. Hồ cô Trang Sơn, chị ơi dịp chứ có xã chiếc nào không chị, có xã chiếc kia không chị ơi, chị xã nào không, xã nào báo em nha, em còn một chiếc màu hồng duy nhất thôi nè, em bán với bà luôn, quên cả lối về 16 năm. Hộp 2 ly 4, ni số 11 12, xi trắng được luôn, con vô nhẫn đinh cho tình yêu, tình yêu Hana đi, có cái gì Hana nhẫn đinh 12 đó. 79 triệu 500, chị Long Nguyễn còn đây không, chị Long Nguyễn ơi lấy nguyên đôi bông luôn đi con, nó hộp lên chị Lê Kiếm lên sau đi con, chị Long ơi đó, 5 ly 4 thuộc nốt luôn này, chị gái nguyên đôi bông 79 triệu 500, 16 triệu 800 nghìn dùm em, 165 mấy chị ơi, 16 năm, chị chụp qua trước đi nãy chú xíu em coi nó sao mới được, lỗi lắm con, nãy mất công chị gửi về nguy hiểm, lỗi để không được, mất công gửi tới gửi lui, 16 triệu 500 nghìn. Rồi Thảo Vi Trần em sao chị lỗ nhiều, cái gửi tới lưu lưu tội nghiệp chị, 165 gửi hàng tôi chưa, nó chụp có đơn chị chưa, chụp có đơn đi gần chưa, chụp là chưa đi, chụp qua mấy chị ok là bên em cho đi đó, mà còn tại vì nó đi cũng hơi chậm, đi cũng hơi chậm. Em có một đôi bự này duy nhất, dòng em đang đeo 42 triệu, chết 35 triệu, em chốt nguyên đôi bông nữa chị, 25 triệu, to luôn em, 16 năm, xi trắng tặng đó cơ, 25 triệu. Đôi bông này mấy chị nó to đùng luôn mấy chị ơi nè, chế nào lớn lớn để trả luôn gì cho em thì nó tay ha, chế trẻ để vuông gì đó, em nghĩ đây đâu này là maximum bự luôn đó mấy chị, chế nào mà thích phong cách sang sang nè. Bập đôi này em nhà em bán có 25 triệu, chỗ khác 25 triệu mấy chị mua được có một chiếc à, mã này 25 triệu mua được tới 2 chiếc nè, trắng tươi chưa, đẹp giả man không, 25 chốt đơn 25. Rồi em lên cái nhẫn sale này mấy chị nè, chị nào mua nhanh nè, cái này xong rồi tôi xuống nha, chủ sòm 3 ly 6 luôn, rẻ quá mấy chị ơi, cái giỏ không mấy chị mua 20 triệu nè, giỏ với hột luôn 13 triệu 500, 13 triệu 500 nghìn, chủ sòn 3 ly 6 luôn dùm em, tình yêu này bỏ lô uổng nha, chị nào comment nhanh chị thắng đó có đờm em, 13 triệu 500, giỏ hột luôn, chủ sòn vuông đà trắng tươi. Rồi em kéo ngẫu nhiên, mấy cái ngẫu nhiên này ha, hình u vuông là không bơm dưới like nha con, rồi em kéo cho nó vui vẻ, dạ 24 được không ní ơi, em chụp thử cho chị coi đôi bông này, em bao cho chị cho, cô mai bán 30 luôn á, Lê Hằng tôi chụp tới 24 cho bà coi nha, tình yêu Lê Hằng nè, con chụp cho tình yêu Lê Hằng có 24, chụp thử đôi bông cho chị coi, rồi 13 triệu 500, em chuẩn bị kéo nữa nha, chúng này chúng nha, cho vui vẻ nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, rồi tình yêu gấm hồng, rồi 13 năm chuyển cọc giùm em, những có ô vuông rồi bị dinh hết, 24 triệu của cô kia sao rồi con, 24 em có ông đôi vuông này to đùng nè, 24 triệu nè, em xem cho mấy chị 15 triệu thôi, rồi 13 năm em hết rồi, xong rồi này em xuống nha, 2 rưỡi là em lên Bạch Kim nha chị, 15 triệu nhận em 36 39 4 ly 4 rưỡi 54 63 được luôn, 15 13 năm mai chốt chai rồi. Rồi 15 triệu đôi này nha, phân bự nhất luôn mà em, 24 triệu. Rồi 15 triệu chị nào còn nhanh giùm em, 13 năm ta lấy rồi. Bye bye, đợi em 15 phút em rửa mặt cái em lên nha.